Nguyện niệm Phật ha. Nam mô Tát Sa Ma Ra Ma Tu A Ra Ha Tu Sa Ma Sa Bu Đa Sa. Nam mô Tát Sa Ma Ra Bu A Tu A Ra Ha Tu Sa Ma Sa Bu Đa Sa. Nam mô Tát Sa Ma Ra Bu A Tu A Ra Ha Tu Sa Ma Sa Bu Đa Sa. Học nghiệp chướng ha. Khi mà mình làm một cái việc gì mà nó không thành công thì mình sẽ thường than thở, trách móc là mình bị nghiệp chướng ngại. Hàng ngày mình sống ở trên cuộc đời này thì mình gặp rất là nhiều, có những cái chuyện vui, có chuyện buồn, có những lúc thì mình gặp những cái chuyện may mắn hạnh phúc, có những cái đôi khi mình gặp những cái chuyện rủi ro bất hạnh. Thì tất cả những cái điều đấy nó đều là do nghiệp và quả của nghiệp, tất cả là nó là cái sự cái nghiệp quả nó trổ quả, nó đủ duyên nó trổ quả. Cho nên rằng Đức Phật đã từng nói rằng là tất cả những chúng sinh có cái sự sai biệt, đó là có người cao thượng, người hạ nhiệt, người đẹp đẽ, người thô xấu, người may mắn, người bất hạnh. Thì đấy là đều là do cái nghiệp của mỗi chúng sinh, do cái hành nghiệp của mỗi chúng sinh có cái sự sai mới tạo ra cái sự sai biệt giữa những chúng sinh vậy. Ở thế giới này có 31 cõi, từ cái cõi địa ngục cho đến cái cõi phi tưởng xứ. Thì cũng vì cái hành động tạo nghiệp có cái sự sai biệt mà nó đưa đến, mà khiến cho chúng sinh phải tái sinh về các cái cõi sống khác nhau. Thế thì ở mỗi một cái cõi sống ấy, nó lại những cái chúng sinh sinh ra cùng một cái loài, cùng một cõi, thì có cái sự thọ cái sự khổ, hay là gặp cái sự an vui, an lạc, hạnh phúc, hay là khổ đau, nó cũng khác nhau. Vậy thì tất cả những cái điều đấy nó đều bị chi phối bởi cái nghiệp, tức là bởi những cái hành động tạo nghiệp. Mà tất cả những cái hành động gì mà có cái sự cố ý, đó là hành động tạo nghiệp. Thì cái tâm mà nó có cái sự cố ý đấy gọi là cái tâm sở tư chetana. Khi mà cái tâm đấy nó đi với một cái, nó đi với những cái tâm sở bất thiện, thì lúc đấy mà mình mà hành động thì về thân khẩu ý, thì lúc đấy mình tạo một cái nghiệp bất thiện. Khi mà mình có cái cố ý làm một cái việc gì đó mà cái tâm sở nó làm những cái hành động thiện, thì những cái tâm sở tư ấy nó sẽ kết hợp với các cái tâm tịnh hảo, là các cái tâm thiện. Và những cái hành động đấy, khi mà mình hành động xong rồi, không bao giờ nó, mặc dù cái hành động nó đã đi qua, nhưng mà nó để lại một cái nghiệp lực, và cái nghiệp đấy nó tồn tại cho đến khi nào nó chín mùi và nó trổ thành những cái quả. Và cái năng lực của cái quả của nghiệp ấy, thì nó tùy theo cái sự cố ý của mình là cố ý mạnh hay là yếu. Như một cái người mà bây giờ cùng hai người cùng làm một cái việc thiện, hai người bây giờ cùng có cái nghiệp đó là bố thí hay là cúng dường, nhưng mà khi mà nó trổ cái quả thì nó lại khác nhau. Nó tùy theo là cái lúc mà cái người đó đang làm một cái thiện nghiệp đấy với một cái tâm hoan hỷ mạnh mẽ, hay là làm với một cái tâm hời hợt, yếu ớt. Thì cũng như vậy với một cái bất thiện nghiệp. Nếu bây giờ cũng hai người đấy cùng làm một cái nghiệp bất thiện, cùng làm một cái việc như là sát sinh,
hay là đi ăn trộm. Nhưng mà khi mà nó trổ cái quả thì nó lại khác nhau, bởi vì nó tùy theo cái tâm bất thiện của cái người đấy, cùng là một hành động, nhưng mà cái tâm nào mà là một cái tâm mạnh thì nó để lại một cái nghiệp mạnh, tâm yếu thì nó để lại một cái nghiệp yếu. Và khi mà trong cái nghiệp ấy, thì nó một cái nghiệp đen gọi là nghiệp bất thiện, cái nghiệp trắng gọi là nghiệp thiện. Có những cái nghiệp không đen không trắng, đó là cái nghiệp thuộc về vô ký, không thiện không ác. Thì cái nghiệp đen thì nó cho ra cái quả đen, nghiệp trắng nó cho ra quả trắng, nghiệp không đen không trắng thì nó cho quả không đen không trắng. Một cái nghiệp thiện thì nó phải cho ra một cái quả của nghiệp, đó là cái sự an vui. Một cái nghiệp bất thiện nó phải cho ra một cái quả, đó là cái quả khổ đau. Chứ không bao giờ có một cái nghiệp thiện mà nó lại cho ra một cái quả báo khổ đau. Và cũng như vậy, không bao giờ một cái nghiệp bất thiện mà nó lại cho ra một cái quả báo an vui. Và trong cái nghiệp vận, cái sự vận hành của nghiệp ấy, thì nó có cái sự hỗ trợ lẫn nhau, có cái sự tương tác hỗ trợ lẫn nhau. Những cái nghiệp thiện nó hỗ trợ cho những cái thiện nghiệp trổ quả, những nghiệp bất thiện nó hỗ trợ cho cái nghiệp bất thiện trổ quả. Đôi khi cũng có những cái nghiệp bất thiện nó hỗ trợ cho nghiệp thiện, có cái nghiệp thiện nó hỗ trợ vào cái nghiệp bất thiện. Và cũng như vậy thì nghiệp nó cũng có cái sự chướng ngại lẫn nhau, nó có cái sự gây cái trở ngại cho nhau. Cũng như trong cuộc sống của mình, đôi khi mình cũng có những cái lúc mình có những cái người sẽ hỗ trợ cho mình để mình dễ dàng thành tựu được một cái công việc gì đó trong cuộc sống. Nhưng mà trong cuộc sống này cũng có người, người ta sẽ gây trở ngại cho mình, gây chướng ngại cho mình. Tất cả những cái sự sống ở trên thế gian nó đều có cái sự hỗ trợ nhau, hoặc là có cái sự chống phá lẫn nhau. Và cái sự nghiệp nó cũng thế, cái vận hành của nghiệp nó cũng vậy. Nó có cái sự hỗ trợ nhau và nó cũng có cái sự làm chướng ngại cho nhau, hãm hại cho nhau. Đó là cái sự vận hành của nghiệp. Chính vì cái sự cái nghiệp nó vận hành nó rất là thâm sâu, nó rất là khó hiểu. Như vậy cho nên là trên thế gian này chỉ những cái người nào mà được nghe giáo pháp, được học giáo pháp, được thực hành giáo pháp, hoặc là những người đã chứng ngộ giáo pháp mới là những cái người có cái sự hiểu về cái giáo pháp, về nghiệp và quả của nghiệp. Còn những cái chúng, tất cả những cái chúng sinh khác mà không có được nghe giáo pháp, không được học, không thực hành hay không chứng ngộ giáo pháp thì người ta đều sống trong cái tâm si mê, mê muội, tức là hiểu sai lầm về cái sự vận hành của nghiệp và quả của nghiệp này, và người ta sẽ trở thành những cái chúng sinh bị mê tín hoặc là tà kiến. Người ta bị tà kiến, người ta không có hiểu. Khi mà người ta gặp những cái điều may mắn thì người ta nghĩ rằng là có cái sự ban phát của thần thánh, hay là khi gặp những cái sự rủi ro người ta sẽ nghĩ rằng đây là một cái sự trừng phạt của những cái bậc bề trên, hay là có cái sự vô tình cố ý nào đấy. Còn cái người mà có cái niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp, đó là cái người có cái sự hiểu đúng. Hiểu đúng, vì vậy cho nên, và cái người đó là một cái người có cái tâm nó hợp với trí tuệ. Cứ bất cứ một khi nào bất cứ một cái chúng sinh nào mà hiểu được giáo pháp thì cái chúng sinh đấy là cái chúng sinh có cái sự hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Còn những cái chúng sinh nào mà không có cái niềm tin về nghiệp, không có cái sự hiểu về nghiệp và quả của nghiệp thì cái chúng sinh đấy không bao giờ thâm nhập được giáo pháp, không bao giờ có thể tu tập được những cái pháp thượng nhân, không bao giờ có thể chứng đắc được những cái pháp cao thượng ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên mình cần phải học cái giáo pháp, cái giáo lý về nghiệp, và mình có để mình có cái đức tin và mình có cái chi kiến. Và cái chi kiến về nghiệp đó là cái chánh kiến, mình cần phải có cái chánh kiến, rồi sau đó mình sẽ có những cái chánh tư duy, và tất cả những cái hành động thiện nó đều đi theo cái pháp chánh kiến. Cái nghiệp chướng
nó có những cái phận sự. Cái phận sự của cái nghiệp chướng này, thứ nhất là nó làm cho phận sự của nghiệp chướng, một là ngăn cản phận sự của nghiệp chướng, thứ nhất nó có cái phận sự thứ nhất là nó ngăn cản cái nghiệp đối nghịch. Ngăn cản nghiệp đối nghịch và nó không cho sinh quả. Nghiệp chướng nó gây cái sự chướng ngại. Chướng nó có thể ngăn cản được những cái nghiệp khác. Ví dụ như là một cái thiện nghiệp, ví dụ như một cái thiện nghiệp nó có thể ngăn cản cái điều này nữa. Nghiệp thiện nó có thể ngăn cản được cái quả của nghiệp bất thiện. Cái nghiệp thiện mà mình đã tạo ở trong hiện tại này, nó có thể ngăn cản một cái bất thiện nghiệp không cho sinh quả, cản ác nghiệp không cho sinh quả. Một cái nghiệp thiện thì nó cũng có thể có tác dụng là nó ngăn cản được cái nghiệp bất thiện không cho sinh quả. Ví dụ như là một cái người mà sinh ra trong một cái gia đình tà kiến, như một người và khi còn nhỏ thì cái người này thường hay làm những cái việc bất thiện. Khi mà còn trẻ, một người cái lúc còn trẻ thì làm việc bất thiện. Cái lúc còn trẻ thì làm cái rất là nhiều cái việc bất thiện, và cái người này thì vì sinh ra không được học Phật, không có được nghe giảng về giáo pháp, thì không có cái niềm tin là về nghiệp và quả của nghiệp. Chính vì không có cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp nên người đó là một cái người tà kiến. Vì tà kiến cho nên rằng là không có cái sự hổ thẹn về tội lỗi và không có cái sự ghê sợ về tội lỗi. Chính vì không có cái sự hổ thẹn và không có cái sự ghê sợ này cho nên rằng là cái người đấy có thể làm bất cứ một cái việc gì mà cái người đó thích. Ví dụ như là cái người đấy có thể là sát sinh, giết hại những cái sinh mạng của những cái con vật khác. Và khi mà có cơ hội thì vị đó có thể ăn trộm vật của những cái người khác đã có chủ rồi. Vị đó có thể làm những cái việc xấu và tạo nhiều cái nghiệp bất thiện. Nhưng mà khi mà về cái giai đoạn mà cuối đời ấy, thì lại biết làm việc thiện. Cuối đời thì làm thiện. Và cho đến khi chết thì cái tâm của cái vị đó mới bắt vào một cái thiện nghiệp. Khi chết và vị đó có thể sinh về cái cõi lành. Vì cái này cũng có một cái trường hợp như là cái thời Đức Phật còn tại thế thì lúc đấy Ngài Mục Kiền Liên dùng cái thần lực của mình quan sát, biết rằng có một cái vị tử tù, tức là một cái tên này là chuyên đi ăn trộm cướp, và khi mà bị vua bắt được và đem ra chém đầu, thì trong cái lúc mà dẫn đi chém đầu đấy thì Ngài Mục Kiền Liên quan sát biết được rằng là cái tên tử tù này thì nó chỉ có đi ăn trộm ăn cắp, và nó cả một cái cuộc đời nó không có tạo được một cái thiện nghiệp gì hết, và nếu bây giờ chết chắc chắn phải đọa vào địa ngục.
Và bây giờ Ngài Mục Quyền Yên có một cái cách có thể cứu được cái tên này khỏi cái tội bị đọa vào địa ngục. Đó là Ngài Mục Quyền Yên mới dùng thần thông và đi đến nơi và hiện diện trước mặt vị đấy. Thì cái tên tử tù này trước khi chết nó được một cô bạn gái gửi cho một cái món ăn bữa cuối cùng ấy. Và khi mà cho nên bởi vì vị này sắp bị đem ra xử chém rồi, cho nên là không có muốn ăn nữa, mới nhờ người dâng cúng cái phần ăn của mình nên Ngài Mục Kiền Niên. Và lúc đấy Ngài Mục Kiền Niên thọ nhận cái phần vật thực đấy và trải tọa cụ ngay trước mặt cái vị đấy, ngồi ở một cái khu vực gần đấy và ăn cái món mà do cái vị tử tù đó cúng dường. Thì với cái tâm hoan hỷ cúng dường đấy thì sau đó vị này bị đem ra chém đầu. Và cái tâm hoan hỷ đấy cho nên vị này tái sinh là một vị thiên. Tức là cả một cuộc đời vị đó không có tạo được một cái thiện nghiệp gì ngoài cái lúc mà cận tử, cái lúc mà sát cái thời điểm lâm chung rồi. Lúc đấy vị đó mới tạo được một cái thiện nghiệp, đó là cúng dường đến một vị A-la-hán. Bởi vì cái phước cúng dường của một vị A-la-hán đấy là một cái thiện nghiệp. Và cái thiện nghiệp này nó đã ngăn cản cho tất cả những cái ác nghiệp mà vị đó đã tạo ở trong suốt cả một cái kiếp sống làm bất thiện đấy. Và những cái nghiệp bất thiện nó không trổ quả được nữa, và một cái nghiệp thiện này nó được trổ quả. Và thời Đức Phật cũng thường xuyên như thế. Và Đức Phật cũng thường xuyên hay quan sát thấy rất là nhiều những cái người bất thiện, khi sống người ta không làm được cái thiện nghiệp gì, và đến cái lúc mà người ta sắp lâm chung ấy, thì Đức Phật thường hay dùng thần thông và xuất hiện trước mặt người đó. Và khi mà người đó, vì thường thường những cái người mà sắp lâm chung thường hay đau đớn về bệnh tật trầm kha, và khi mà nhìn thấy Đức Phật thì rất là hoan hỷ, cảm nhận được như rằng có một cái năng lượng từ bi của Đức Phật, hay là thấy được rằng Đức Phật là một bậc có cái ân đức lớn, có cái thần lực có thể che chở. Và những cái bệnh nhân đấy, những chúng sinh đấy thường có cái tâm rất là hoan hỷ và cung kính khởi lên. Và ngay cái lúc đấy có thể là những cái người đó có thể chết đi với một cái tâm đang hoan hỷ và cung kính đối với Đức Phật. Và chính vì cái thiện nghiệp đã tạo được cái sự hoan hỷ và cung kính với Đức Phật trong cái lúc lâm chung này, nó đã ngăn cản được các cái bất thiện nghiệp của cái mà đã tạo trong cái kiếp sống đấy. Và cái vị đó vẫn có thể sinh về cái cõi lành, đó là sinh trở lại cõi người hoặc sinh về cái thiên giới. Đấy là những cái thiện nghiệp rất là quan trọng cần phải làm trong những cái lúc lâm chung, đó là nó có cái tác dụng, nó ngăn cản được những cái bất thiện nghiệp. Vì vậy những cái người mà học hiểu giáo pháp thì đến cái giờ phút lâm chung cần phải nhắc nhở những cái người mà đang sắp sửa mệnh chung đấy là phải giữ một cái chánh niệm, tức là giữ một cái tâm thiện hướng đến Đức Phật với một cái tâm cung kính. Và lúc đấy mình có thể tưởng nhớ đến những cái hành động tốt mà mình đã làm, như là bố thí, cúng dường, giữ giới, hành thiền, bất cứ một cái thiện nghiệp gì mình đã làm được. Và cái lúc lâm chung mình phải cố gắng giữ đấy cái hình ảnh, cái nghiệp thiện mình đã làm đấy, thì mình ra đi với cái nghiệp thiện đấy, mình tránh để cho những cái nghiệp bất thiện nó khởi lên trong cái lúc lâm chung đấy. Một cái tâm bất thiện nó khởi lên là nó sẽ hỗ trợ cho những cái nghiệp bất thiện nó trổ quả, và một cái tâm thiện nó khởi lên nó sẽ hỗ trợ cho những cái thiện nghiệp nó trổ quả. Và những cái nghiệp thiện này thì nó sẽ ngăn cản được những cái bất thiện nghiệp, nó không làm trổ quả được. Mặc dù nó không trổ quả được nhưng mà nó sẽ trở thành những cái nghiệp hỗ trợ, cho nên là sinh ra trong một cái kiếp sau, cái người nào mà có nhiều cái nghiệp bất thiện, người đó vẫn luôn gặp những cái rủi ro bất hạnh, nhưng mà tránh đọa vào ác đạo đó cũng là một cái điều tốt. Thiện nghiệp đã tạo trong hiện tại ngăn cản không cho ác nghiệp sinh quả. Và một cái ác nghiệp nó cũng thế, một cái ác nghiệp đã tạo trong hiện tại thì nó cũng ngăn cản một cái thiện nghiệp không cho sinh quả. Một cái ác nghiệp. Bây giờ rất là nhiều người
đã sống suốt một cái cuộc đời rất là làm những cái việc rất là lương thiện. Có thể mình đã từng sinh ra trong một cái gia đình có giới đức, tức là biết làm những cái thiện pháp. Từ nhỏ mình đã được nghe giáo pháp, được thực hành giáo pháp. Rồi là mình đã từng làm tích lũy nhiều những cái thiện nghiệp trong cái cuộc sống, từng biết giữ giới, biết bố thí, biết tu tập về tâm. Nhưng mà đến cái lúc lâm chung ấy, đến cái thời điểm cận tử ấy, hoặc là đến cái giai đoạn cuối đời ấy, mình lại khởi lên những cái tâm bất thiện, rồi mình làm những cái nghiệp bất thiện. Thì những cái nghiệp bất thiện đấy nó rất dễ trở thành một cái nghiệp chướng, nó ngăn cản những cái nghiệp thiện, nó không cho trổ quả. Và những cái nghiệp bất thiện đấy nó mà trổ quả vào cái thời điểm lúc lâm chung thì chắc chắn sẽ bị đọa vào ác đạo. Chính vì có rất là nhiều những chúng sinh tạo những cái bất thiện nghiệp mà đến khi mà được sinh về cõi này, và có rất nhiều những chúng sinh tạo những cái thiện nghiệp mà đến khi chết vì cái tâm lại hướng nghĩ đến một điều bất thiện cho nên rằng là bị đọa vào cõi ác. Và cũng có rất là nhiều những vị sa môn, những cái vị bà la môn, những cái vị ẩn sĩ, người ta tu luyện, người ta chứng đắc được thần thông, người ta chứng đắc được thiên nhãn và túc mạng thông, người ta quan sát, người ta thấy rằng ồ, tại sao có những cái chúng sinh làm việc ác mà vẫn khi chết vẫn được sinh về cõi này, có những chúng sinh tại sao mà làm những cái việc thiện mà khi chết vẫn đọa vào cái cõi khổ đau. Như vậy thì không có cái nghiệp, không có cái quả báo của nghiệp. Và rất nhiều những cái vị đạo sĩ Bà La Môn, người ta không có hiểu cặn kẽ về cái sự về cái nghiệp, nó có cái sự hỗ trợ và nó có cái sự làm chướng ngại lẫn nhau như thế này. Cho nên người ta chỉ hiểu thuần túy một điều, đó là người làm nhiều việc thiện thì chắc chắn cái chết phải về cõi này, người làm nhiều việc ác chắc chắn phải về cái cõi khổ. Nhưng mà cái nghiệp thì nó có cái sự vận hành, đó là nó có cái sự hỗ trợ và nó có cái sự làm cản trở lẫn nhau. Một cái nghiệp bất thiện nó có thể làm cản trở một cái nghiệp thiện. Vậy thì một cái người mà làm rất nhiều nghiệp thiện rồi nhưng mà đến cái giai đoạn cuối đời mà vẫn làm những cái việc bất thiện, thì cái người đấy vẫn dễ bị những cái nghiệp bất thiện đó nó cản trở những cái thiện nghiệp, nó không cho sổ quả và bị đó vẫn sinh vào cái cõi khổ. Vì vậy cho nên rằng là rất là phải tránh những cái ác bất thiện nghiệp, nhất là ở cái giai đoạn càng về cuối đời thì càng cần phải làm nghiệp thiện nhiều hơn. Và cái phận sự thứ hai của cái nghiệp chướng nó có một cái phận sự nữa là nó làm cho suy yếu quả của nghiệp, suy yếu quả của nghiệp. Quả của cái nghiệp đối nghịch. Trong một cái thời điểm mà một cái người ở cái giai đoạn lúc lâm chung ấy, thì nó có rất là nhiều cái nghiệp nó sẽ tranh nhau trổ quả, và cái nghiệp nào mạnh nhất thì nó sẽ trổ quả và cái người đó sẽ đi tái sinh về một kiếp sống khác. Và khi mà còn lại tất cả những cái nghiệp còn lại mà vị đó đã tạo thì nó trở thành những cái nghiệp nó hỗ trợ, hay là gọi là trì nghiệp, những cái nghiệp nó duy trì ở trong suốt cái kiếp sống đấy. Có lúc thì những cái nghiệp thiện nó trổ quả, có lúc thì nghiệp bất thiện nó trổ quả. Cho nên là có những cái lúc mình cảm thấy cái cuộc sống nó rất là an lạc, rất là an vui, nhưng mà có lúc mình cảm thấy cuộc sống nó rất là đau khổ. Đấy là những cái lúc mà cái nghiệp thiện nó trổ quả thì mình thấy nó cuộc sống này rất là an vui, rất là dễ chịu. Cái nghiệp bất thiện nó trổ quả thì lúc đấy mình cảm thấy nó rất là khổ đau, cuộc sống này thật là bất hạnh. Vậy thì cái nghiệp nó cũng có thể làm suy yếu quả của nghiệp, có thể nó trổ quả mà nó làm cho cái quả bị suy yếu đi.
Ví dụ như là một cái thiện nghiệp nó có thể làm suy yếu quả của bất thiện nghiệp. Một cái nghiệp thiện, thiện nghiệp, nghiệp thiện. Làm suy yếu quả của bất thiện nghiệp. Một cái người mà khi mà còn sống mình nỡ làm những cái rất là nhiều những cái nghiệp bất thiện rồi, mà những cái có những cái nghiệp bất thiện rất là lớn và mình không thể nào mà sám hối mà có thể rửa sạch được, không có thể giải hết được cái tội đấy, như là cái tội ngũ nghịch. Là một cái người phạm vào cái tội ngũ nghịch như là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hòa hợp tăng và làm chảy máu Phật, thì cái nghiệp đấy không chắc chắn phải đọa vào địa ngục. Và dù cho mình có tạo bao nhiêu nghiệp thiện đi chăng nữa thì mình cũng không thể nào thoát khỏi cái nghiệp phải vào địa ngục. Đó là cái điều chắc chắn. Nhưng mà nếu như mà người đấy có cái tâm hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi và có cái tâm biết làm nhiều nghiệp thiện thì nó có thể làm cho cái quả của cái nghiệp bất thiện đấy nó giảm bớt đi. Giảm bớt đi, những cái nghiệp tội lỗi của mình nó sẽ giảm bớt. Đó là như trường hợp của vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế đã giết cha là vua Tần Bà Sa Na, vua Bimbisara. Thì đấy là một cái nghiệp, một cái trọng nghiệp bất thiện. Và cái trọng nghiệp bất thiện thường thường nó sẽ cho cái quả tái sinh vào địa ngục A Tỳ, và một cái địa ngục sâu nhất trong 8 tầng địa ngục. Nhưng mà do vua A Xà Thế sau đó đã biết ăn năn, biết hối hận về cái nghiệp bất thiện mà mình đã làm đấy, cho nên là đã biết đến đảnh lễ Đức Phật, đối trước Đức Phật xin sám hối, nghe giáo pháp và sau đó trở thành một người Phật tử quy Tam Bảo. Và cái thiện nghiệp mà ông tạo được lớn nhất đó là trong cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất đấy, thì vua A Xà Thế đã đứng ra là một cái người bảo trợ cho một cái cuộc kết tập đấy, cho 500 vị A La Hán, và thành tựu được một cái phước thiện rất là lớn, đó là kết tập lại được toàn bộ cái hệ thống cái kinh điển, cái lời dạy của Đức Phật ở một cái lần đầu tiên sau Phật nhập Niết Bàn khoảng 3 tháng. Thì chính vì cái thiện nghiệp này nó đã hỗ trợ cho, nó đã làm suy yếu cái bất thiện nghiệp đó là giết cha đi. Cho nên là đến khi mà vua A Xà Thế chết thì thay vì phải đọa vào địa ngục A Tỳ thì vị này chỉ đọa vào một cái địa ngục biên địa thôi. Một cái địa ngục nó nằm ở biên địa của các cái địa ngục khác, đó là địa ngục Đồng Sôi. Địa ngục Đồng Sôi này thì cái tuổi thọ mà vua A Xà Thế phải thọ khổ là khoảng 60.000 năm. Đó là một cái bất thiện nghiệp nó đã giảm bớt rất là nhiều rồi. Còn nếu nó phải đọa vào địa ngục A Tỳ thì cái tuổi thọ ở trong địa ngục A Tỳ nó sẽ dài hơn rất nhiều, nó dài hàng triệu năm và nhiều triệu năm. Như Đề Bà Đạt Đa thì phải ở trong địa ngục A Tỳ đấy đến hết cái đại kiếp này. Địa ngục A Tỳ thì cái nỗi khổ nó thống khổ hơn, khổ nó khốc liệt hơn. Còn cái địa ngục ở biên địa thì nó cũng đỡ hơn. Đó là một cái hành động thiện nghiệp nó có thể làm suy yếu quả của biết bất thiện nghiệp. Và cũng vậy thì một cái nghiệp bất thiện, một cái ác nghiệp, một cái nghiệp ác nó cũng làm suy yếu quả của nghiệp thiện. Một cái nghiệp ác, một cái nghiệp bất thiện nó cũng sẽ làm cho cái quả của cái thiện nghiệp đó yếu đi, suy yếu đi. Như là bây giờ mình làm được rất là nhiều việc thiện, mình làm được rất là nhiều việc thiện rồi, thì những cái việc thiện đấy mình xứng đáng được hưởng những cái phước báo rất là thù thắng, rất là to lớn. Đó là mình có thể sinh thiên giới, mình có thể sinh lại làm người với đầy đủ những cái phước báo như là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Thế nhưng mà vì một cái nghiệp bất thiện nó sẽ có thể làm mà mình tạo trước sau hoặc là trong cái lúc mình đang làm cái nghiệp thiện đấy,
nó có thể làm cho cái quả của cái thiện nghiệp mà mình đã làm ấy, nó suy yếu đi. Nó làm cho cái quả, đáng lẽ cái quả đó là một cái quả rất là to lớn, nhưng bây giờ nó làm cho một cái quả đó nó trở thành một cái quả rất là còi cọc. Ví dụ như là một cái người mà làm một cái thiện nghiệp, như là một cái thiện nghiệp mình có thể cúng dường tam bảo, bố thí. Nhưng mà với một cái người mà có cái tâm hoan hỷ hay là có cái trí tuệ hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, thì mình sẽ được cái thiện, cái tâm thiện đấy nó hỗ trợ cho cái hành động thiện đấy, và nó trổ được cái quả rất là thù thắng. Nhưng mà cũng một cái hành động thiện là bố thí cúng dường đấy, nhưng mà với một cái tâm của mình, tâm không hoan hỷ, hay là một cái tâm không có cái tuệ để mà hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, thì cái quả nó trổ nó sẽ khác. Nó trổ nó sẽ là một cái quả yếu kém hơn. Như là một cái người cũng biết bố thí nhưng mà không có cái hiểu biết về nghiệp ấy, thì nó sẽ trổ thành một cái phước đó là vị đó có thể sinh lại làm người hoặc sinh thiên, nhưng mà nó chỉ là một vị, một chúng sinh nhị nhân, tức là nó không có cái nhân trí tuệ. Khi mà làm chúng sinh nhị nhân thì không thể nào thành mà phát triển được những cái pháp cao thượng, như là không thể chứng đắc được thiền, không thể chứng đắc được các loại thần thông, hay là không thể chứng đắc được đạo quả trong cái kiếp sống đây. Như vậy cái sự có cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp nó rất là quan trọng. Đó là nó làm cho tất cả những cái hành động của mình là một cái hành động nó kết hợp với trí tuệ. Còn những cái người mà không có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp, không tin rằng là một cái nghiệp, một cái hành động này nó để lại nghiệp lực, thì tất cả những cái hành động của mình là một cái hành động ni trí, tức là một cái hành động ấy nó không có trí tuệ, và sau này nó trổ quả, nó cũng trổ thành một cái quả phước, nó cũng trở thành một cái quả phước là ni trí. Dù mình có sinh thiên cũng là một chư thiên ni trí, chư thiên ni trí, dù mình có gặp Phật ra đời, mình có nghe giáo pháp, mình không giác ngộ được gì cả. Mình có sinh ra làm người cũng vậy, mình có được nghe giáo pháp, mình cũng không hiểu, mình không ngộ được giáo pháp, mình không chứng đắc được giáo pháp. Sinh ở cái cõi dục giới thì một cái chúng sinh mà không có trí tuệ, mình không thể nào mà giải thoát được trong cái kiếp đấy. Vì vậy này, cái ác nghiệp nó làm suy yếu quả của thiện nghiệp. Dư nhờ cái trường hợp của một cái vị triệu phú, khi mà có một thời vua Basena đi, khi mà đến yết kiến Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi rằng suốt một tuần nay đại vương làm gì mà không đến để yết kiến Như Lai. Thì vua Basena đi mới nói rằng suốt một tuần nay bạch Đức Thế Tôn, đó là con bận mải ra lệnh cho quân lính chở những cái của cải của một vị triệu phú. Vị này chết mà không có người thừa kế. Vị này là một cái người rất là giàu có, một cái vị triệu phú, của cải rất là nhiều. Nhưng mà khi mà vị đó còn sống thì thứ nhất là vị đó không có con trai để thừa kế. Thứ hai là cái vị đó không bao giờ hưởng cái tài sản mà mình đã tạo ra, tức là tạo ra rất nhiều tài sản chỉ để tích lũy đấy, làm giàu và mua thật, có rất là nhiều vàng bạc của cải, và cứ chất đống trong hết từ kho lớn kho nhỏ vậy, cứ chất đống các cái của cải đấy. Và vị đó ăn thì ăn rất là khổ, ăn thì ăn những cái cái gạo rất là xấu, ăn những cái thức ăn rất là thô, rất là xấu, rất là khó ăn, mặc những cái vải mà nó cũng rất là thô xấu, những cái vải nó rất là rẻ mạt tiền, đi những cái xe nó rất là cũ kỹ và nó rất là khổ sở. Mặc dù vị đó rất là giàu, và những cái người thân của vị đó cũng không bao giờ cái vị đó có thể ban phát cho bất cứ ai một cái gì hết. Và cho đến khi chết thì tất cả những cái tài sản đã tích lũy trong cuộc đời đấy thì không có người thừa tự, thì đổ hết về cung vua. Thì lúc đấy vua Basena đi mới hỏi Đức Thế Tôn là do cái nhân gì, duyên gì mà một cái người mà giàu có như thế này, có cái phước báo gì mà có cái phước giàu có mà sao lại vị đó lại không có cái phước để hưởng cái tài sản mà mình đã tạo ra. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói rằng có nhân có duyên. Thì trong một cái kiếp quá khứ, cái vị triệu phú này lúc đấy cũng là một cái người trưởng giả, cũng sinh ra trong một cái gia đình giàu có, và cũng có cái tính bỏn sẻn như vậy. Mặc dù tạo ra rất nhiều của cải nhưng không bao giờ biết là thiện nghiệp bố thí. Nhưng mà một hôm vị triệu phú này đang đi ra ngoài thành thì nhìn thấy một vị độc giác Phật đi khất thực,
vị triệu phú này bỗng khởi lên một cái tâm, đó là muốn cúng dường vị độc giác Phật này một bữa ăn. Và vị đó mới có cái lời thỉnh mời, mời ngài hãy đến nhà tôi để thọ nhận một bữa chay tăng. Và độc giác Phật nhận lời đi đến nhà và được người nhà cúng dường một bữa ăn. Nhưng mà khi vị triệu phú này trở về thì thấy vị Phật độc giác đang ôm bình bát từ trong nhà mình đi ra. Và vị triệu phú nhìn vào bình bát toàn là những cái món ăn rất là thượng vị, tức là người nhà có cái tâm rất là hoan hỷ, làm toàn những cái món ăn thật là ngon, cao thượng nhất để cúng dường lên cái vị độc giác Phật. Và cái lúc này ông trưởng giả chủ nhà này, ông lại sinh ra cái tâm hối tiếc. Nhưng mà ta nghĩ rằng là một cái người ăn xin đến nhà thì những người thân người ta chỉ cho những cái đồ ăn dư thừa, chứ ai ngờ lại cho ăn những cái món ăn rất là hảo hạng thế này. Và vì đó cứ nối tiếc và khởi cái tâm bất an, khởi cái tâm sân, khởi cái tâm hối hận và cái tâm buồn phiền bực bội về cái sự, về một cái hành động cúng dường đấy. Thì chính cái tâm bất thiện đấy, cái tâm mà đã hối hận, cái tâm bực bội đấy, nó đã trở thành một cái bất thiện nghiệp. Một cái nghiệp bất thiện đấy, nó làm chướng ngại cái quả của một cái thiện nghiệp. Thì cái hành động mà cúng dường một vị Phật độc giác Phật, nó tạo ra một cái nghiệp thiện rất là lớn. Đó là nó làm cho vị triệu phú này 7 đời sinh ra đều làm triệu phú, tức là 7 đời sinh ra đều sinh ra làm cái người rất giàu có như vậy. Nhưng mà trong suốt 7 cái kiếp làm triệu phú đấy, kiếp nào vị đó cũng bỏn sẻn san tham và sống khắc khổ như vậy, không bao giờ hưởng thụ những cái thành quả mà mình đã tạo ra. Đó là cái quả của một cái nghiệp, đó là cái nghiệp mà vị đó đã không hoan hỷ về cái hành động cúng dường, vị đó đã hối tiếc, cúng dường xong hối tiếc. Chính cái quả báo đấy nó làm cho cái vị đó mặc dù rằng là có rất nhiều tài sản nhưng không hưởng thụ cái tài sản đây. Thì một cái ác nghiệp đấy nó đã làm suy yếu một cái quả của cái thiện nghiệp này, nên làm cho cái cũng như vậy. Thì cũng có một cái câu chuyện mà một cái cô gái mà đã từng cúng dường đến một vị Phật độc giác một cái nắm đất, và cô đó nguyện rằng là kiếp sau sinh ra tôi đụng chạm vào ai thì người đó tôi sẽ có một cái cảm giác, một cái cảm giác đó là làm cho cái người đó sẽ mất hết tự chủ, sẽ, và sau này thì cô đó sinh ra trở thành một cái cô hoàng hậu rất là xấu xí, rất là xấu xí, nhưng mà lại có được một cái năng lực đó, mà cô này mà cứ đụng chạm vào ai là người đó niêu siêu, người đó mất hết tự chủ về tinh thần vì một cái cảm giác xúc giác êm dịu của cái cô này. Thì đấy nó cũng là một cái hành động thiện, nhưng mà vì một cái tâm bất thiện nó làm chướng ngại cho cái quả này, cho cái quả nó sinh ra bất thiện. Chính vì vậy cho nên là có những cái người rất là giàu nhưng mà không có cái hoàn hảo, đó là cái người đó có thể là luôn luôn đau yếu. Cho nên thì một cái nhân của một cái người mà sinh ra là giàu có thì đó là một cái thiện nghiệp bố thí cúng dường nhiều, nhưng mà một cái bất thiện nghiệp nào đấy nó làm chướng ngại, làm cho cái người đó đau yếu, hoặc đó là một cái bất thiện nó làm chướng ngại một cái thiện nghiệp, làm cho cái người đó cuộc sống cũng không được an ổn. Nên là cái phận sự của cái nghiệp chướng, nó có cái phận sự thứ ba là nó làm biến đổi ngũ uẩn. Biến đổi ngũ uẩn. Uẩn là quả của nghiệp đối nghịch. Nghiệp chướng nó có thể làm cho cái thân ngũ uẩn này cũng bị biến đổi theo cái nghiệp, biến đổi quả của nghiệp, của một cái nghiệp đối nghịch. Ngũ uẩn có nghĩa là cái thân tâm này, thân tâm ngũ uẩn của mình. Có những cái người mà sinh ra thì lành lặn, nhưng mà sau đó mình sẽ trở thành một cái người tàn phế.
Và lúc đấy thì mình cũng than vãn, than vãn không biết cái nghiệp chướng gì làm cho tôi nó khổ thế này. Rất là nhiều người mà đi đánh trận về bị thương binh, có người mất chân, người mất tay, người mù mắt, người thì bại liệt, người thì què. Đấy là những cái nghiệp mà nó làm cho biến đổi cái thân ngũ uẩn của con người. Mà có những cái người thì khi sinh ra thì rất là èo oạt, ốm đau bệnh tật, nhưng mà sau đó thì vị đó lại trở thành những cái người khỏe mạnh, những cái người có sức lực mạnh mẽ. Thì tất cả những cái đấy nó cũng là do những cái nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện, nó cũng có thể làm thay đổi cái thân ngũ uẩn của mình, biến đổi ngũ uẩn. Ví dụ như là một cái thiện nghiệp, thiện nghiệp ở hiện tại này, ở thiện nghiệp ở hiện tại cũng thể làm biến đổi cái ngũ uẩn. Một cái thiện nghiệp làm biến đổi ngũ uẩn. Thường thường nhất là ở Phúc Minh này, mà những cái đứa trẻ mà sinh ra ấy, thì những đứa nào mà khó nuôi thì hay đem đến bán cho Đức Chúa Ông, phải không? Bán cho Đức Chúa Ông, bán cho Đức Chúa Ông về nó có dễ nuôi không? Thường thường là những bệnh khi mà những cái người ốm đau ấy, mình thường thường là đi cầu xin thần thánh ban ơn gia hộ cho được mạnh khỏe đấy. Thì có những trường hợp là có những cái người khi mà còn trẻ thì rất là hay đau yếu bệnh tật gầy gò, nhưng mà khi lớn lên có thể sẽ trở thành một cái người rất là mập mạp béo tốt được, có thể là nhờ một cái thiện nghiệp nào đấy. Lúc mà mấy năm trước sư mới đi tu, cũng có một ông bạn đi tu cùng, lúc mà mới vào chùa ông bạn này chỉ có khoảng 40 kg đấy, mà tu khoảng 5 năm sau lên tới 80 kg. Có phải là cái tu là một cái thiện nghiệp, thiện nghiệp nó làm biến đổi cái thân ngũ uẩn không? Đấy là một cái thiện nghiệp, một cái thiện nghiệp khi đi tu này nó mới béo, ở nhà gầy gò ốm yếu. Đây có ai gầy suy dinh dưỡng, mấy đứa ai suy dinh dưỡng đi tu mà xem béo hết. Rất là nhiều người vậy. Khi mà bé mà ở sống tại gia thì cái nghiệp bất thiện nó có thể làm cho cái người đó có một cái thân thể rất là gầy gò ốm yếu, rất là khó nuôi. Nhưng mà khi mà mình làm một cái thiện nghiệp nào đấy, nó sẽ trở thành một cái người, cái thân thể nó sẽ khác. Thì cái này nó là do cái sắc, do nghiệp sinh nó, thì nó là một cái thân nó khác, và sắc do tâm sinh nó khác. Thì bây giờ những cái người nào ấy, mà mình sống ở trong một cái môi trường, mình sống ở trong một cái môi trường mà những cái người ở trong cái môi trường đấy thường có cái tâm sân, thường hay cãi nhau, hay chửi nhau, và những cái người nào mà hay có cái tâm sân, nhìn cái nét mặt của người đó sẽ trông sẽ rất là, trông sẽ rất là nhăn nhó, và trông cái khuôn mặt nó rất là dữ, phải không? Trong cái khuôn mặt của những cái người mà có tâm sân thì nó rất là dữ, nhìn thấy đã thấy sợ sợ. Đã bao giờ nhìn thấy ai mà thấy sợ sợ, thấy sân? Khi mà lúc mà sư mà đi sang một số nước như sang Thái Lan, Miến Điện, sang Ấn Độ, chim quạ nó bay xà xuống người, đi sát xuống đường, đi cùng với người mà người đi qua nó không có chạy. Thì cái người đấy mà ở Việt Nam thì chim nhìn thấy người phải chạy bay rất là xa, không bao giờ dám đến gần. Người Việt Nam sân hơn người Thái Lan, sân hơn người Ấn Độ, sân hơn là người Miến Điện. Thì những con vật nó cũng cảm nhận được cái người có tâm sân. Và khi mà mình mà sống ở trong một cái môi trường hiền hòa, hiền thiện ấy, hiền hòa, thì lúc đấy cái sắc diện của người đó sẽ khác diện, trông sẽ rạng rỡ hơn, trông sẽ sáng sủa hơn.
sáng sủa hơn. Đó là do cái một cái nghiệp thiện nó làm biến đổi cái ngũ uẩn này. Thế một cái người mà chưa biết tu tập ấy, thì lúc đấy trong cái diện mạo nó khác. Mà một cái người mà biết tu tập ấy, mà tu tập đúng pháp ấy, tu tập đúng pháp tức là giảm bớt được các cái phiền não tham sân si ấy, thì trong cái diện mạo nó sẽ khác, đó là nó sẽ sáng sủa hơn. Bởi vì những cái sắc cao thượng, nó những cái tâm cao thượng này nó sinh ra cái sắc cao thượng, cái tâm hạ nhiệt thì nó sinh ra một cái sắc hạ nhiệt. Bây giờ soi gương thì biết là mình tâm tốt hay tâm xấu. Tâm xấu cái soi gương biết. Chụp ảnh lên để ngắm lại xem. Ai đẹp là người đó tâm đẹp ha. Cái nghiệp thiện này, một cái, mình có nhưng bây giờ một cái nhất là cái nghiệp hành thiền nó tạo ra những cái, nó tạo ra những cái sắc diện nó rất là đẹp. Thấy các sư có đẹp không? Đấy là do hành thiền ha, kết quả của hành thiền. Mà không hành thiền thì sao? Không hành thiền thì trông ghê lắm. Cái mà nhất là người hành thiền thì nó tạo ra những cái tâm ấy, nó là cái tâm đại thiện hoặc là những cái tâm đáo đại, những cái tâm ấy nó rất là cao thượng. Những cái tâm trong cái lúc hành thiền nó toàn những cái tâm tịnh hảo. Và trong những cái lúc mà cái người mà đang hàng cái tâm của mình nó liên tục nó tạo ra cái sắc thân này này, nó tạo ra cái sắc. Cứ cái tâm mà tâm tịnh hảo, tâm cao thượng, nó cứ tạo ra những cái sắc cao thượng đấy liên tục. Cho nên là cái người nào mà đến một cái trường thiền kể hàng nghìn người cũng vậy, nhìn thấy cái mặt người nào cũng rất là hiền hòa và sáng sủa. Em đến trường thiền nào cũng thế. Nhưng mà mình đến những cái nơi khác thì nó khác. Mình đi ra chợ mình nhìn mặt những người buôn bán nó khác này. Nó không có giống cái mặt của cái người tu. Đó là do cái tâm thiện này, nó tạo, nó có thể biến đổi cái thân ngũ uẩn là như vậy. Cũng như vậy thì một cái ác nghiệp hiện tại nó sẽ làm biến đổi ngũ uẩn. Tức là một cái người mà sinh ra, khi mình sinh ra được trong một cái gia đình làm con nhà giàu đấy, và ngay từ bé mình cái người đó được cưng chiều, được cha mẹ nuông chiều và ăn chơi thoải mái. Chính vì được ăn chơi thoải mái như thế cho nên mà khi mà lớn lên mà bắt đầu là mới dần dần rồi mới gần gũi với những cái bạn ác ấy, những cái bạn bất thiện, bắt đầu nó mới rủ đi chơi, bắt đầu đánh cờ đánh bạc, ý uống rượu uống chè, bắt đầu về nghiện hút chích ma túy xì ke. Thì từ một cái người rất là có một cái thân thể rất là cường tráng, nhưng mà nghiện xì ke một thời gian thì nó còn ra cái gì nữa không? Lúc em trở thành một con ma nghiện rồi thì nó rất là xấu xí. Đấy. Và đến khi mà nghiện rồi sẽ tiêu xài hết tiền. Khi mà tiêu xài hết rồi bắt đầu đi ăn trộm thì khi mà bị người ta bắt, người ta đánh đập cho, người ta đánh cho gãy chân, đánh cho gãy tay, thì lúc đấy có phải một cái ác nghiệp nó sẽ làm biến đổi cái thân ngũ uẩn này. Hoặc là bắt đầu đi ăn trộm, đi cướp giật rồi bị người ta đánh cho tàn phế. Đó là do cái ác nghiệp tạo trong cái lúc hiện tại nó làm biến đổi cái thân ngũ uẩn này. Rất là nhiều cái đứa trẻ, rồi mỗi đứa thì nó có sở thích. Có đứa thì nó thích đi đua xe. Nhưng mà đua xe nó cũng là một cái bất thiện, phóng dật. Cái nghiệp đấy khi mà nó gặp tai nạn một cái, nó có thể nó sẽ bị liệt suốt đời luôn, bị ngồi xe lăn mãi mãi. Có những cái đứa thì nó thích đi tạo thành những cái băng cướp, đi ăn trộm ăn cướp, rồi bị người ta đánh chém lẫn nhau. Khi mà lớn lên vậy, tạo những cái nghiệp gì? Do cái môi trường sống, do cái sự gần gũi với cái người xấu ấy, thì từ một cái người mà được sinh ra với một cái vóc dáng, một cái thân thể rất là khỏe mạnh, rất là tốt, tươi tốt, nhưng mà do mình nhiễm những cái thói xấu, mình làm những cái nghiệp bất thiện, nó sẽ làm cho cái thân thể của mình, cái thân ngũ uẩn của mình nó sẽ biến đổi theo cái nghiệp của mình. Thì những cái hành động tạo nghiệp của mình nó cũng thể hiện trên cái thân của mình.
thân ngũ uẩn. Nếu mà cái người làm nghiệp thiện nhiều thì cái thân thể của mình nó cũng càng ngày nó càng tốt đẹp lên. Người làm bất thiện thì cái thân của mình mỗi ngày nó cũng bị hao mòn đi, nó bị gầy yếu đi, nó bị xấu xa, nó có thể nó bị tàn phế, bị hủy hoại theo những cái hành động tạo nghiệp của mình. Cái nghiệp nó có những cái toàn nên xóa bạ. Nghiệp chướng nó và cái nghiệp nó có cái phận sự nữa là nó sát hại nghiệp đối nghịch, sát hại nghiệp, hay là còn gọi là nghiệp sát hại. Cái nghiệp sát hại thì nó có cái phận sự đó là nó cắt đứt cái nghiệp đối nghịch, cắt đứt nghiệp đối nghịch. Cái nghiệp nó có thể cắt đứt cái nghiệp kia, nghiệp nó cắt đứt lẫn nhau. Một cái thiện nghiệp nó có thể cắt đứt được ác nghiệp, thiện nghiệp cắt đứt ác nghiệp. Từ đương nhiên là một người mà làm một cái nghiệp thiện thì cái người đó khi mà nó trổ quả báo thì sẽ là an vui, một cái nghiệp ác thì nó có thể trổ một cái quả báo đó là khổ đau. Thì tuy nhiên những cái nghiệp nó cũng có thể làm chướng ngại, nó cũng có thể cắt đứt được. Một số những cái ác nghiệp nó cũng có thể cắt đứt được. Ngoại trừ 5 cái ác nghiệp vô gián ra thì những cái nghiệp khác nó có thể cắt đứt được. Như là bây giờ có một cái, khi mà có những cái người, có những cái lúc mà mình chưa biết đến giáo pháp, mình sống ở thế gian do cái môi trường, cái hoàn cảnh sống, và mình có những cái tâm tham sân si nó rất mạnh, và đôi khi mình tạo những cái ác nghiệp rất là lớn. Có những cái chúng sinh đã từng tạo những cái nghiệp như là sát sinh, đã từng tạo những cái nghiệp đi trộm cắp, đi cướp giật, từng đi giết người, cướp của rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà khi mà một cái lúc nào đó cái chúng sinh đó tỉnh ngộ, vào chùa nghe giáo pháp xong là thức tỉnh rồi phát tâm tu tập, thì nhờ cái sự tu tập đấy mà những cái nghiệp mà bất thiện nó có được đoạn trừ không? Nhưng bây giờ một cái người mà tạo rất là nhiều những cái nghiệp bất thiện, như đã từng giết người, từng cướp của, từng nói dối, từng say rượu, từng làm rất nhiều bất thiện rồi, và cái nếu như cái chúng sinh này mà còn tạo cái bất thiện đấy thì chắc chắn phải đọa vào địa ngục. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó mình biết dừng cái nghiệp bất thiện đấy lại, hoặc là mình biết tu tập những cái thiện nghiệp khác, đôi khi nếu mà cái thiện nghiệp của mình nó mạnh, nó có thể cắt đứt được các cái bất thiện nghiệp. Biển khổ mênh mông quay đầu là bờ mà. Dù mình đã tạo rất là nhiều những cái ác nghiệp, nhưng bây giờ mình gặp giáo pháp, mình có thể quay đầu lại, mình nỗ lực hành thiện. Giống như là cái trường hợp của tướng cướp Angunimana. Tướng cướp Angunimana thì đã từng giết tới 999 người, tức là
Cái vị này là do cái vị thầy thì có cái tâm muốn hãm hại đệ tử, và cái người thầy này sai là hãy đi giết cho ta 1.000 người, về đây thì ta sẽ truyền những cái bí kíp để mà tu luyện cho đắc đạo. Và cái người đệ tử này cũng nghe theo người thầy và mang kiếm ra ngoài giết 999 người. Và lúc này những cái người khác, người ta nghe thấy là có cái tên tướng cướp rất là mạnh mẽ, không ai có thể là đối chọi được lại với hắn, và mọi người ẩn trốn đi hết. Tên tướng cướp nghĩ rằng ở nhà ta có một bà mẹ, về giết bà mẹ này nữa là đủ 1.000 người. Nên là trong cái lúc mà vị này đang trên đường trở về nhà thì Đức Phật mới dùng thần thông và biết trước. Và lúc này Đức Phật đã rất là kịp thời ngăn chặn cái hành động này. Nếu như mà lúc đấy mà tên tướng cướp này mà giết một người mẹ thì sẽ phạm vào cái tội gọi là ngũ trọng tội, ngũ nghịch, thì sẽ không bao giờ có thể nào sám hối và có thể tu tập giải thoát được trong kiếp đấy. Và Đức Phật đã hiện ra ở phía trước để cho tướng cướp chạy theo truyệt đuổi săn giết, nhưng mà không săn được. Sau đó Đức Phật đã cảm hóa, đã dùng một cái lời nói làm cho thức tỉnh tướng cướp Angulimala. Tướng cướp nói rằng: này Sa môn, hãy dừng lại. Thì lúc ấy Đức Phật mới nói rằng: ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ còn ngươi là chưa dừng lại thôi. Và lúc đấy mới nói rằng: ta cũng đang đi, ông cũng đang đi, tại sao ông nói là ông dừng lại còn ta đang đi? Thì lúc đấy Đức Phật chỉ nói rằng: ta đã dừng lại cái ác nghiệp từ lâu rồi, còn ngươi thì vẫn còn đang dùng cái dao chém giết. Và từ cái câu nói đấy làm cho Angulimala đã thức tỉnh và buông cái con dao xuống và xin quy y và xin xuất gia. Và khi mà xuất gia thì Angulimala tu tập và chứng đắc được A-na-hán thánh quả. Nhờ chứng đắc được A-na-hán thánh quả và hết cái kiếp sống đấy thì một vị A-na-hán nhập Niết Bàn. Khi mà đã nhập Niết Bàn rồi thì những cái nghiệp bất thiện, đó là những cái nghiệp mà giết hại vô số người lương thiện đấy, nếu mà cái vị này mà không đi tu trong cái lúc đấy mà khi phải chết thì sẽ đọa vào địa ngục một thời gian rất là dài, vì cái tội giết người đấy sẽ đọa địa ngục. Nhưng mà do cái sự tu tập thì cái tâm đạo nó đã đoạn trừ được các phiền não, và những cái tâm đạo ấy nó đoạn trừ được tất cả những cái nghiệp bất thiện, không còn có cơ hội trổ quả nữa. Vậy thì chỉ có người nào mà chứng đắc được các cái đạo quả rồi thì cái người đó sẽ đoạn trừ được những cái nghiệp bất thiện, không còn có cơ hội để trổ quả tái sinh vào cái cõi ác nữa. Vậy đó là một cái thiện nghiệp, nó có thể cắt đứt được cái ác nghiệp. Đó là nhờ cái thiện nghiệp tu giới định tuệ. Tu giới định tuệ thì đấy là cái thiện nghiệp, nó có thể cắt đứt được những cái ác nghiệp khác. Nên ai mà chịu khó thực hành pháp, tu thiền, đến khi mà chứng đắc được đạo quả thì những cái ác nghiệp trong quá khứ nó mới tiêu hết. Một cái thiện nghiệp nó cắt đứt được ác nghiệp, vậy thiện nghiệp cắt đứt thiện nghiệp. Thiện nghiệp cắt đứt cả thiện nghiệp nữa. Có những cái nghiệp thiện, những cái nghiệp thiện thù thắng, nó sẽ cắt đứt được những cái nghiệp thiện mà yếu hơn nó. Những cái nghiệp thiện gì mà thuộc về dục giới này thì nó không có cái tác dụng là nó cắt đứt lẫn nhau. Đấy, như là mình làm những cái nghiệp như là giữ giới, như là bố thí, hành các cái thiền mà chỉ chứng được đến cận định, cung kính, cúng dường, phục vụ, bố thí, hồi hướng, tùy hỷ phước ấy, thì tất cả những cái công đức thuộc về những cái thiện nghiệp dục giới thì nó không có cắt đứt được nhau. Nhưng mà những cái thiện nghiệp về sắc giới, vô sắc giới và những cái thiện nghiệp siêu thế thì nó cắt đứt lẫn nhau. Những cái thiện nghiệp ấy nó có thể cắt đứt. Ví dụ như là một cái người đầu tiên là vị đó hành thiền và chứng đắc được sơ thiền, thì khi mà an trú ở sơ thiền là vị đó tạo cái thiện nghiệp sơ thiền, thiện nghiệp thuộc về sắc giới vô thiện sơ thiền. Và sau đó vị đó lại chứng được nhị thiền, thì trong cái lúc an trú ở trên nhị thiền, vị đó sẽ tạo cái thiện nghiệp là thiện nghiệp sắc giới nhị thiền. Vị đó chứng được đến tam thiền thì tạo được thiện nghiệp sắc giới tam thiền. Khi vị đó chứng đến tứ thiền thì nó tạo được cái thiện nghiệp sắc giới tứ thiền.
Và đến khi mà vị đó chết ấy, thì cái nghiệp thiện cao thượng ấy, nó sẽ cắt đứt những cái nghiệp thiện thấp hơn. Tức là vị đó chỉ sinh về một cõi cao thượng nhất trong bốn cái cõi đấy. Và khi mà vị đó mà chứng được nhị thiền thì nó cắt đứt cái thiện nghiệp của sơ thiền. Khi mà cắt chứng được tam thiền thì cái thiện nghiệp của tam thiền nó cắt đứt cái thiện nghiệp của nhị thiền. Khi mà vị đó chứng đến tứ thiền thì cái thiện nghiệp của tứ thiền đấy nó sẽ cắt đứt các cái thiện nghiệp của tam thiền. Cũng như vậy với các cái tầng thiền vô sắc giới. Tức là những cái thiện nghiệp vô sắc thì nó có thể cắt đứt những cái thiện nghiệp cao thượng, nó sẽ cắt đứt những cái thiện nghiệp thấp hơn. Và khi chết vị đó sẽ sinh về những cái cõi cao thượng đấy. Trong những cái thiện nghiệp ấy, nó chỉ có một thiện nghiệp nó trổ quả. Thiện nghiệp sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì chỉ có một cái thiện nghiệp nó cao hơn, nó sẽ nấn át những cái thiện nghiệp nhỏ và nó trổ quả. Khi mà cái thiện nghiệp nó đã trổ quả rồi thì những cái thiện nghiệp nhỏ khác sẽ bị cắt đứt vĩnh viễn, không có sinh trở lại được nữa. Đó là thiện nghiệp mà nó cắt đứt thiện nghiệp, là ở cái mức độ mà cái người đó chứng đắc được những cái thiện nghiệp về các cái tầng thiền thì nó có cái thiện nghiệp này. Hoặc ác nghiệp, nó cắt đứt thiện nghiệp. Có cả những, có khi là một cái nghiệp ác nó sẽ cắt đứt những cái nghiệp thiện. Nếu bây giờ mình sinh ra là một cái người tam nhân, mình có những cái là một cái người sinh ra đã là người tam nhân và cái người đó thực hành giáo pháp, và trong khi mà mình thực hành giáo pháp đấy, thế mình có đủ ba la mật để chứng đắc những cái pháp môn cao thượng, chứng đắc được thiền thông đạo quả gì đấy, nhưng mà do mình có thể tạo một cái ác nghiệp nào đấy, mình vô tình hay cố ý tạo một cái ác nghiệp nào đấy, nó sẽ làm một cái chướng ngại, một cái bất thiện nghiệp mà mình tạo nó sẽ trở thành cái chướng ngại. Và nó ngăn cản, nó làm cho mình không sao mà chứng đắc được những cái pháp thiện hoặc là những cái pháp cao thượng. Ví dụ như là bây giờ một cái vị dự niu, một vị đã chứng đắc được thánh quả dự niu rồi, và trong một cái lần nào đó mình vô tình mình xúc phạm đến một cái vị mà đã chứng đắc được quả nhất lai, bất lai hoặc quả A-la-hán chẳng hạn, thì cái vị mà đã chứng đắc dự niu đấy sẽ không bao giờ chứng đắc được một cái đạo quả cao hơn nữa. Đó là do một cái bất thiện nghiệp nó cắt đứt cái, nó có thể làm chướng ngại cho một cái thiện nghiệp của vị đó phát triển. Cũng như vậy, nếu bây giờ cũng là những người hành giả hành thiền với nhau, nếu mà cái người mà chưa đắc thiền mà có một cái lời nói cố ý, một cái ác ý mình phỉ báng một cái người đắc thiền rồi, thì mình có tu suốt đời mình không đắc được thiền nữa, thì một cái ác nghiệp ấy nó làm chướng ngại, một cái chướng ngại. Vậy chỉ khi nào vị đó sám hối xin lỗi thì lúc đấy nó tiêu được cái ác nghiệp đấy, mà vị đó có thể tu và chứng đắc được thiền. Nhất là một cái vị đó mà xúc phạm đến một cái bậc mà tu đắc, mà đã chứng đến đạo quả, nhưng mà chứng các cái bậc thánh quả rồi, thì cái vị mà còn là phàm ấy, mình chỉ cần phỉ báng, mình chỉ cần một cái ác tâm xong mình mắng chửi một cái bậc mà tu chứng đắc đạo quả rồi, thì thứ nhất là trong một cái kiếp sống đấy mình tu không bao giờ đắc thiền, thứ hai là mình không bao giờ đắc được thiền tuệ và không bao giờ đắc được đạo quả. Và nếu như là cái người đó tạo rất là nhiều thiện nghiệp, mình nghĩ là bây giờ mình tu không có đắc được đạo quả, mình tạo thiện nghiệp để mình cầu sinh thiên, thì đến lúc chết mình cũng không sinh thiên được, cũng chỉ vì một cái mình đã xúc phạm đến một cái vị đã chứng đắc đạo quả, thì nó sẽ làm chướng ngại cho về cái pháp thượng nhân, đó là không đắc thiền, không đắc đạo quả và không thể sinh thiên được. Đấy là một cái ác nghiệp mà đã phạm lỗi với một cái bậc thánh. Nếu như mà mình mà biết cái nỗi lầm đấy là nỗi lầm, rồi mình sám hối, mình xin lỗi cái vị đó, mình sám hối cái vị đó, chỉ cần một cái lời sám hối, một lời xin lỗi thì là nó sẽ, cái nghiệp đấy nó sẽ được tiêu trừ và mình có thể phát triển được những cái thiện nghiệp của mình có thể tu chứng. Thì
Như Đức Phật tu tu khổ hạnh 6 năm. Đức Phật mà tu khi mà còn là Bồ Tát ấy, đi xuất gia rồi lúc đầu thì đi học đạo sĩ, đi học với các vị đạo sĩ để chứng đắc các cái tầng thiền về thiền định. Vì cái thời đấy thì các cái vị mà tu luyện ở trong rừng thì chỉ có hành thiền định thôi. Và sau đó Đức Phật đã đi tự tu một mình thì tu cái pháp môn khổ hạnh đó, nhịn ăn. Pháp môn khổ hạnh nhịn ăn và luyện về hơi thở giống như tập khí công, trong suốt 6 năm tu khổ hạnh như vậy mà chỉ còn lại mỗi da bọc xương, tức là cái sự khổ hạnh đấy nó rất là gầy gò ốm yếu. Thì cái sự khổ hạnh đấy là cái quả của một cái nghiệp bất thiện trong quá khứ, nó cũng là quả của nghiệp bất thiện 6 năm. Và trong một cái, có những cái sách thuộc về chú giải nào đó đã nói rằng là những cái lời nói trong một cái kiếp quá khứ khi mà cặp Phật Ca Diếp ra đời, thì lúc đấy có một cái vị này là một cái vị thanh niên Bà La Môn. Vị thanh niên Bà La Môn này sinh trong dòng Bà La Môn nên không có tin Phật pháp. Lúc ấy có một cái người bạn này là một cái người Phật tử tại gia, rủ là chúng ta hãy đi đến yết kiến và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Phật đã ra đời và chúng ta hãy đến đảnh lễ Đức Phật. Và cái vị thanh niên Bà La Môn mới nói rằng là việc gì ta phải đi lễ bái những cái vị sa môn chọc đầu. Vị này cứ luôn phỉ báng như thế. Và cái người bạn ấy rủ lần thứ hai, này bạn, chúng ta hãy đi yết kiến Đức Thế Tôn, hãy đảnh lễ và nghe pháp với Đức Thế Tôn. Cái người thanh niên này cũng nói câu thứ hai, việc gì ta phải đi đảnh lễ cái vị sa môn chọc đầu đây. Và đến một cái lần thứ ba cũng thế, lần thứ bốn, lần thứ năm và lần thứ sáu, 6 lần cái người bạn kia rủ và 6 lần cái người thanh niên này đều nói cái câu này, việc gì ta phải đi đảnh lễ cái vị sa môn chọc đầu đâu. Và phải cho đến lần thứ bảy, trước cái sự lôi kéo rất là nhiệt tình của người bạn này, cái người bạn thợ gốm này bảo đã lôi kéo rất nhiệt tình, và cái vị thanh niên đấy mới nghĩ, mới lúc đấy mới quyết định đi nghe pháp. Và khi đi nghe pháp một cái thì vị đó ngộ đạo và xin đi xuất gia luôn làm đệ tử của Đức Phật Ca Diếp. Và cái vị mà thanh niên Bà La Môn ấy mà được rủ 6 lần ấy, và có 6 cái lời phỉ báng Đức Phật nhé, 6 cái câu nói là việc gì ta phải đi đảnh lễ vị sa môn chọc đầu đấy, thì 6 cái câu đấy khi mà nó trổ thành một cái nghiệp thì nó làm cho vị đó phải tu khổ hạnh 6 năm, tức là sinh ở cái kiếp cuối cùng này, đi tu trước khi trở thành Phật, trước khi trở thành Đức Phật Gotama này, đã từng phải trải qua 6 năm tu khổ hạnh. Thì đó cũng là một cái nghiệp quả nó trổ, cái nghiệp quả nó trổ, một cái nghiệp mà bất thiện nó trổ như thế. Và trong những cái nghiệp như thế, khi mà một người mà đã tu chứng đắc rồi thì những cái nghiệp bất thiện khác nó mới được cắt đứt, còn khi mà tu chưa chứng đắc thì những cái nghiệp khác nó không cắt đứt. Thì một cái nghiệp bất thiện nó có thể cắt đứt một cái nghiệp thiện, một cái nghiệp bất thiện mà cái bất thiện lớn nó có thể cắt đứt cái nghiệp thiện. Như là bây giờ mình làm được rất là nhiều thiện nghiệp, những cái thiện nghiệp của mình đã tạo, như là giữ giới, tu tập, sinh đáng để mình tạo được những cái thiện nghiệp dục giới, mình có thể sinh về cái cõi thiên giới. Nếu mình mà không đắc được thiền, không đắc được đạo quả trong kiếp này, thì những cái thiện nghiệp về giữ giới của mình, giữ ngũ giới hay là giữ bát quan trai giới, hay là những cái nghiệp bố thí, nghiệp cung kính đấy, nếu mình có cái ước muốn sinh thiên thì mình có thể sinh thiên. Mình ước muốn sinh trở lại làm người, là một cái người có sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, mình sẽ sinh trở lại làm cái người này. Nhưng mà nếu bây giờ mình mà tạo một cái nghiệp bất thiện thì nó sẽ cắt đứt những cái nghiệp thiện này. Nhất là cái người mà mình đã tu chứng được những cái pháp cao thượng, như là chứng đắc các tầng thiền chẳng hạn, mà khi mà tạo những cái ác nghiệp nó sẽ rớt mất thiền, thì đấy nó cũng là nó cắt cái nghiệp bất thiện, nó cắt đứt cái nghiệp thiện. Cái trường hợp này nó giống như là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là một cái vị mà khi vào mà tu tập ấy, thì vị đó chỉ có tu chứng được thiền định và chứng được cái 5 cái thắng trí thần thông. Thần thông của vị đó nó rất là mạnh, vị đó có thể biến hóa được, biến ra từ người già, biến thành người trẻ, biến thành những cái hình dáng khác nhau được. Thì vị này lại lợi dụng cái thần thông này làm những cái việc bất thiện,
vị đó lợi dụng cái thần thông này để đi mua, để đi mê hoặc vua A Xà Thế, sau đó cấu kết với vua A Xà Thế giết, xúi dục vua A Xà Thế giết vua, giết cha là Tần Bà Sa Na, sau đó lại cấu kết với A Xà Thế đó là đẩy một cái tảng đá xuống và một cái mảnh đá bắn vào chân Đức Phật, gọi là làm chảy máu Phật. Đấy là một cái ác nghiệp, và một cái ác nghiệp là chia rẽ tăng. Thì đấy là một cái ác nghiệp đấy, nó cắt đứt những cái thiện nghiệp, nó cắt đứt những cái thiện nghiệp và nó làm cho thần thông của vị đó cũng tiêu. Đấy, và tất cả những cái nghiệp mà đã tu tập từ trước đến giờ ấy, nó cũng không còn cơ hội trổ quả nữa. Và khi chết thì Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián, và cái tuổi thọ ở trong địa ngục ngang với tuổi thọ của cái kiếp trái đất. Đó là một cái ác nghiệp, nó sẽ cắt đứt, cắt đứt những cái thiện nghiệp của mình. Mọi người tạo được thiện nghiệp, mình phải giữ gìn cái thiện nghiệp, mình ác nghiệp nó sẽ cắt đứt. Rồi nó có cái nghiệp mà nó cắt đứt mạng sống, nghiệp nó cắt đứt ác nghiệp. Đây này, nghiệp. Nghiệp nó có thể cắt đứt cái mạng sống. Một cái thiện nghiệp cắt đứt mạng sống. Là quả của ác nghiệp. Thiện nghiệp nó có thể cắt đứt được cái mạng sống là quả của ác nghiệp. Nhưng bây giờ mà sinh ra cái cõi ác thì mình, nếu bây giờ mà mình sinh xuống địa ngục ấy, thì mình có muốn sống đâu ở dưới cõi địa ngục không? Đã vào địa ngục chưa? Chưa ai vào địa ngục nên không biết à? Quên mất thôi chứ còn đã vào hết rồi mà. Đã ai đoạn nằm ngã quỷ chưa? Quỷ đói. Con quỷ thì lúc nào nó cũng đói, đói rất là khổ. Nhưng bây giờ nếu như là quả của ác nghiệp, quả của ác nghiệp là sinh ra nằm ngã quỷ nhá. Ngã quỷ là quả của ác nghiệp. Nhưng mà bây giờ cái ngã quỷ nó cũng rất là muốn thoát khỏi cái thân ngã quỷ này, thì nó cần nhờ có thiện nghiệp. Cái thiện, một cái tạo một cái thiện nghiệp nào đấy. Thì bây giờ phải có những người thân tạo được cái thiện nghiệp, phải có người thân để tạo thiện nghiệp. Tạo thiện nghiệp. Đó có thể là thiện nghiệp cúng dường. Khi mà nếu bây giờ mà có một cái người thân mà chết đọa làm ngã quỷ, thì thường thường những cái người thân mà còn sống thì sẽ mời các thầy pháp sư, rồi các sư hay là các vị thầy cúng đến để cúng, để cầu siêu, cúng cầu siêu, cầu siêu với mục đích là siêu thoát khỏi cái cõi khổ ngã quỷ này. Thế bây giờ muốn siêu thoát khỏi cái ngã, cái khổ này bằng cái cách đó là vì đó phải tạo một cái thiện nghiệp. Một cái thiện nghiệp kia nó sẽ có tác dụng cắt đứt được cái ác nghiệp này. Thì cái thiện nghiệp đấy nó phải là một cái thiện nghiệp rất là mạnh, nó mới cắt đứt được cái ác nghiệp bất thiện này. Đó là mình phải cúng dường lên Đức Phật, hoặc là những cái bậc A-la-hán, hoặc là những bậc thánh tăng, hoặc là những cái bậc có giới đức rất là lớn. Mình phải cúng dường với một cái tâm chân thành, hoan hỷ cung kính. Chứ còn mời mấy ông thầy cúng tại gia đến cúng mà nói là cầu siêu được thì đó là một cái hành động, thêm một cái tội khác là tội mê tín nữa. Thì tạo một cái nghiệp, một cái thiện nghiệp đấy. Thì khi mà mình tạo một cái thiện nghiệp thì những cái ngã quỷ này nó hoan hỷ với những cái thiện nghiệp đấy, xa thú. Ngã quỷ mà và phát lên được cái tâm ba lần, nói được cái lời xa thú, xa thú, xa thú, có nghĩa là vì đó hoan hỷ với cái thiện nghiệp đấy. Thì ngay cái lúc mà cái quả của cái thiện nghiệp kia nó thành tựu thì ngã quỷ này chết ngay lập tức. Chết một cái là hóa sinh là lên chư thiên ngay, tái sinh ngay một cái kiếp khác. Đấy là một cái thiện nghiệp nó cắt đứt mạng sống của một cái ác nghiệp này. Cái ác nghiệp này. Và cái này thì nó có tác dụng ở trong cái kiếp ngã quỷ này. Có tác dụng, những cái thiện nghiệp nó cắt đứt được mạng sống của ngã quỷ này. Thì cái người mà tạo cái nghiệp thiện mà cắt đứt mạng sống của chúng sinh khác có phải tội không? Bây giờ mình mà cắt đứt mạng sống của một cái
con người một chúng sinh thì phải tội hả? Mà cắt đứt được mạng sống của ngã quỷ có tội không? Đấy là phước. Đấy mà bây giờ làm được tạo được phước, đấy là cho ngã quỷ nó thoát được khỏi cái kiếp khổ đau đấy. Còn đối với chúng sinh ở trong địa ngục ấy, thì những cái chúa ngục nó cứ vào nó đâm chém liên tục. Nhưng mà cái chúng sinh ở trong địa ngục cứ chết một cái lại hóa sinh trở lại trên. Trong cái địa ngục mà những cái quỷ sứ có thể dùng những cái đao, những cái kiếm, những cái gươm rất là lớn, mà nó cứ chặt những cái chúng sinh ấy, cắt làm đôi, làm ba, nó cắt bổ ngang, bổ dọc này. Và những cái chúng sinh trong địa ngục cứ chết một cái lại hóa sinh trở lại ngay, chết một cái hóa sinh trở lại, cứ hóa sinh trở lại lại chém, chém làm đôi, làm ba xong là lại chết, lại hóa sinh trở lại, chết hóa sinh trở lại. Nhưng mà cái kiếp ngã quỷ này, nếu mà chỉ khi nào hết cái nghiệp hoặc là khi nào có người thân làm những cái việc phước hồi hướng thì cái ngã quỷ này cũng chết, nhưng mà được sinh về cái cõi an vui hơn nhờ cái thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp nó cắt đứt mạng sống là quả của ác nghiệp. Sẽ có những cái thiện nghiệp mà nó thiện nghiệp cắt đứt mạng sống là quả của thiện nghiệp, là quả thiện nghiệp. Quả của thiện nghiệp là một cái người sinh làm người, người hoặc chư thiên. Đây là quả của thiện nghiệp. Sinh làm người, làm chư thiên. Bây giờ sinh làm người và làm vào chư thiên, mình có tạo được một cái thiện nghiệp gì mà nó cắt đứt được cái mạng sống của mình không? À, thử hỏi, có một cái thiện nghiệp gì mà nó cắt đứt được mạng sống của người với chư thiên không? Có không? Có không, con Đoàn? Có không, cô Trâm? Ờ, đúng rồi. Đấy. Chính xác nhá. Nếu mà làm người tại gia tạo được một cái thiện nghiệp, đó là chứng A-la-hán. Chứng A-la-hán thì nó sẽ cắt đứt luôn cái mạng sống của người tại gia và chư thiên này. Chư thiên. Thế bây giờ một cái người Phật tử nhá, bây giờ đang nghe pháp bỗng dưng đắc A-la-hán. Ai mà đắc A-la-hán ngay bây giờ có nguy cơ là phải nhập niết bàn ngay đêm nay. Tại vì ở đây các sư không có đủ tuổi hạ để truyền giới thì kheo ấy, để truyền giới xuất gia. Mà hoặc là mình đi xuất gia ngay, mình xuất gia ngay. Xuất gia thì mình sẽ sống được, còn nếu không đi xuất gia, một cái người tại gia mà chứng quả A La Hán là ngay trong ngày hôm đấy phải đi xuất gia. Không đi xuất gia là mình sẽ diệt ngay. Chư thiên vậy. Chư thiên thì đã chứng A La Hán thì chắc chắn là phải nhập diệt đấy. Vì chư thiên không có đi xuất gia được. Chứng A La Hán thì sống hết ngày hôm đấy là phải chết. Vậy đấy là một cái thiện nghiệp, nó cắt đứt mạng sống của thiện nghiệp, là quả của thiện nghiệp luôn. Như đây là trường hợp của vua Tịnh Phạn. Tịnh Phạn Vương là vua Tịnh Phạn là cha của Đức Phật ấy, là thân phụ của Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật về thuyết pháp cho vua cha thì vua cha nghe rồi cũng chứng đắc các đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, và cuối cùng trên giường bệnh, tức là cái lần cuối cùng Đức Phật về thăm vua Tịnh Phạn và đã thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn nghe. Nghe xong và ngay trên giường bệnh đấy vua Tịnh Phạn đã chứng quả A La Hán. Và cũng ngay ngày hôm đấy thì vua Tịnh Phạn đã băng hà và nhập niết đại bát niết bàn luôn. Và cũng cái trường hợp đấy cũng có một cái vị tướng quân ở trong cung vua Kosana, vua Basena đi. Cái vị này vị cũng nghe pháp chứng đắc được quả A La Hán và vị đó không đi xuất gia. Không đi xuất gia thì ngay trong ngày hôm đấy vị đó sẽ chết, nhập niết bàn ngay. Cái quả A La Hán không thể nào tồn tại được với một cái người tại gia. Nhưng mà nếu người tại gia mà chứng đến quả A La Hán hoặc quả Nhất Lai hoặc quả Dự Niu thì người tại gia đó cũng không có sao. Nhưng mà chứng đến quả A La Hán thì phải đi xuất gia ngay trong ngày hôm đấy. Đó là cái quả của thiện nghiệp, một cái thiện nghiệp nó cắt đứt mạng sống. Nhưng mà chính vì vậy cho nên là thời Đức Phật rất là nhiều người tại gia, khi mà Đức Phật đi thuyết pháp chứng A La Hán xong một cái là phải đi xuất gia. Như là bà hoàng hậu vợ của vua Tần Bà Sa Na,
Có bà hoàng hậu là bà Khe Ma, thì bà rất là xinh và không bao giờ tin Phật pháp, không bao giờ tin và không bao giờ muốn gặp Đức Phật. Thế thì vua Tần Bà Sa Na thì phải dùng một cái mưu kế, đó là nói rằng hôm nay ta sẽ đi đến vườn trúc, và trong vườn trúc này có rất nhiều cái cảnh đẹp, cái cảnh khả ái. Thế bà hoàng hậu bà nghe bà thích, thấy vua cứ hay tả cái cảnh đẹp ở cái vườn trúc đấy, bà thích, và hôm nay thì thiếp cũng muốn đi cùng. Thế là ông vua Tần Bà Sa Na này, ông ấy dẫn bà hoàng hậu đi thẳng đến chỗ Đức Phật đang ngồi ở trong cái vườn trúc đấy, gọi là cái nơi trúc lâm, là cái tịnh xá của Đức Phật. Thì lúc đấy Đức Phật mới giảng pháp cho bà hoàng hậu Khe Ma. Bà này bà rất là đẹp cho nên bà tham ái về cái thân. Thì lúc đấy Đức Phật mới dùng thần thông biến ra một cái cô gái giống như một cô thiên nữ còn đẹp hơn. Thế là bà giảm bớt cái tâm kiêu mạn này. Thế là Đức Phật mới dùng cái thần thông mới làm cho cô gái đấy biến thành già nua rất là nhanh rồi chết. Rồi chết, khi mà chết thì cái thân nó trương sình, nó thối nát, nó rữa ra, này dòi bọ, nó rục rỉa. Nó làm cho thân nó không còn là thân nữa, thành cái thây ma. Rất là khủng khiếp, và cái mùi xú uế hôi thối bốc lên khủng khiếp. Lúc ấy bà hoàng hậu này, bà vì giác ngộ ra được cái thân người giả tạm vô thường, mà không còn tham ái chấp trước về cái thân nữa. Bắt đầu bà mới nghe pháp Đức Phật miễn giảng về cái sự vô thường khổ vô ngã. Mà nghe xong thì bà lại chứng được quả A-la-hán ngay lập tức. Khi mà chứng được quả A-la-hán thì Đức Phật mới báo cho vua biết rằng là hoàng hậu Khe Ma đã chứng quả A-la-hán. Nếu mà không đi xuất gia ngay trong ngày hôm nay sẽ nhập Niết Bàn. Thì lúc đấy vua Tần Bà Sa Na mới đồng ý cho bà đi xuất gia. Thì bà hoàng hậu Khe Ma si xuất gia trở thành một vị tỳ kheo ni mà có trí tuệ đệ nhất trong hàng đệ tử ni của Đức Phật. Thì khi mà đã đi xuất gia rồi thì không bị cắt đứt mạng sống nữa. Còn nếu mà không đi xuất gia thì bị cắt đứt mạng sống. Đấy là trường hợp của một cái thiện nghiệp cắt đứt mạng sống của một thiện nghiệp. Đây là một cái ác nghiệp cắt đứt. Sống của thiện nghiệp. Một cái ác nghiệp mà mình tạo trong hiện tại này. Nhưng mà một cái thiện là cái khi mà mình có cái quả của thiện nghiệp mà mình sinh ra làm người. Làm người nhưng mà mình có cái tính hung hăng thích đánh nhau. Ác nghiệp đánh nhau. Đấy. Thì vì đánh nhau mà cho nên mình phải bị chết. Thì đây là một cái ác nghiệp. Ác nghiệp nó cắt đứt mạng sống, cũng là quả của thiện nghiệp. Thì cái trường hợp này trong cuộc sống gặp rất là nhiều. Mình sinh ra làm người mà mình không có biết bảo vệ cái thân này. Và cái cuộc sống nó rất là mong manh, rất là giả tạm, rất là dễ chết. Mình đi ra đường mình chỉ phóng dật một tí là mình có thể chết ngay lập tức. Phóng dật đó là cái tâm mình mà không có chú trọng vào cái đường đi xe cộ, tông bừa bãi là mình cũng chết. Tức là hàng ngày những cái nguy hiểm đến tính mạng nó luôn luôn rình rập đến mình. Những cái chết nó rình rập ở xung quanh mình. Đi đường mà không may đạp vào con rắn nó cũng cắn chết. Rất là đơn giản. Mấy xe cộ tông vào nhau chết. Ra đường mà mình mà nghênh ngang gây gổ với những thằng mà nó cũng khỏe hơn nó đánh cho nó chết. Thì một bất cứ lúc nào mình phải dè dặt và thận trọng. Còn nếu mình tạo một cái ác nghiệp, thích hung hăng, thích gây sự, thích hiếu chiến thì mình sẽ chết. Đây là ác nghiệp cắt đứt quả của thiện nghiệp. Cũng có ác nghiệp mà nó cắt đứt quả của ác nghiệp. Ác nghiệp cắt đứt quả của ác nghiệp. Những quả của ác nghiệp sinh làm súc sinh. Súc sinh thì nó có cái ác nghiệp nó là đánh nhau, giết nhau. Thì súc sinh mà nó gặp nhau thì nó cứ mạnh giết yếu,
Như là những cái con súc mà những cái loài thú ăn thịt này, hung hăng độc ác, cái loài nó sẽ giết loài kia. Đó là cái ác nghiệp, nó cắt đứt quả của ác nghiệp. Súc sinh thì nó ăn thịt lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, cho nên là gặp nhau là thường thường là cứ con nào mạnh sống, con nào yếu thì chết. Luật của rừng là vậy. Nên ác nghiệp nó cắt đứt quả của ác nghiệp. Đấy là nói về nghiệp. Nên học tiếp về cực trọng nghiệp nhé. Nghiệp đôi khi nó có những cái nghiệp lớn và nó có nghiệp nhỏ, có những cái nghiệp nó rất là nặng, có cái nghiệp nó nhẹ nhàng. Thì cái nghiệp gọi là cực trọng là cái nghiệp rất là nặng, nghiệp rất là lớn. Thì cái cực trọng nghiệp này nó cũng có, nó chia ra thành ác nghiệp và thiện nghiệp. Đấy, cực trọng. Cực trọng ác nghiệp. Thì cái cực trọng ác nghiệp, tức là cái nghiệp này là một cái nghiệp rất là lớn. Trong tất cả những cái nghiệp bất thiện, nghiệp ác, thì từ cái cực trọng ác nghiệp này nó có, nó chia ra thành những cái loại này: ác tà kiến ác nghiệp, tà kiến cố định, tà kiến cố định, và ác nghiệp vô gián. Hai cái loại này, một là ác nghiệp tà kiến cố định và ác nghiệp vô gián. Thì ác nghiệp tà kiến cố định này thì nó chia ra làm ba loại. Nó là vô nhân tà kiến, nó có một cái loại là vô quả tà kiến, và nó có một cái loại nữa là vô hành tà kiến. Còn ác nghiệp vô gián này thì chia làm năm: giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, phá hỏa hợp tăng, phá tăng, và làm chảy máu Phật. Đây là những cái nghiệp được gọi là nghiệp lớn, nghiệp nặng, nghiệp rất nặng, nghiệp rất lớn, nghiệp gọi là cực trọng nghiệp, vô nhân tà kiến, vô quả tà kiến. Tức là cái người tà kiến là cái người mà có cái niềm tin sai, cái sự hiểu biết sai, cái sự thấy biết sai gọi là tà kiến. Thì cái tà kiến là vô nhân tà kiến, tức là cái người này không tin rằng là có nhân, có quả, tức là không tin vào những cái nghiệp nhân. Tức là bây giờ cái người đó, mình gặp những cái
những cái rủi ro ấy. Và mình có cái niềm tin sai, mình nghĩ rằng ồ không biết là mình gặp xui cái xẻo, có thể là hôm nay mình ra đường mình gặp vía ai đó rất là xấu, cho nên là hôm nay mình mới gặp những cái chuyện nó hại, nó tổn hại đến lợi ích của mình thế này, đến thân tâm của mình. Có thể là lúc đấy mình sẽ có những cái suy nghĩ rất là mông lung, mình oán trời trách đất lung tung đấy. Mình không có cái niềm tin vào là cái nhân cái quả gì hết. Hay là mình thấy những cái chúng sinh khổ đau, thấy những cái chúng sinh khổ đau như là những cái con súc sinh, nó phải chịu những cái nỗi khổ về thân, ăn đói mà ở những cái nơi rất là khốn khổ. Ví dụ như con chó, mình thấy nó nằm ngoài trời lạnh run cầm cập, bị muỗi chích rất là khổ, ăn khổ, ở khổ, và cuộc sống nó rất là khổ. Thế nhưng mà một cái người mà không có cái sự hiểu biết về nghiệp ấy, và cái người đó có cái tâm dửng dưng, người đó nghĩ rằng đó là một cái điều đương nhiên. Nhưng mà người nào có cái hiểu biết về nghiệp ấy, thì người đó sẽ suy xét về cái nghiệp bất thiện nó đã làm trong quá khứ. Nên là với bản thân mình vậy, khi nào mình gặp những cái chuyện rủi ro, mình cũng nghĩ về cái nghiệp bất thiện mình đã làm trong quá khứ. Khi nào mình gặp những cái chuyện mà suôn sẻ, cái lúc mà mình gặp những cái thịnh vượng, thì lúc đấy mình cũng nghĩ về những cái thiện nghiệp mình đã làm trong quá khứ. Mình không có cái niềm tin vào những cái điều mê tín khác bên ngoài, cho nên là mình không có đi cầu cạnh cái sự mê tín ở bên ngoài khác. Còn cái người mà vô nhân tà kiến thì người ta không tin, người không tin là có nhân, người ta cũng không tin là có quả. Khi mà người ta làm những cái việc ác, người ta làm dửng dưng, người ta không tin là cái nghiệp mà mình đang làm đấy nó sẽ tạo ra quả. Dù người đó là những cái việc rất là đơn giản, người ta có thể làm những cái hành động hành hạ những cái chúng sinh khác, làm đau khổ những chúng sinh khác bằng thân, hay là bằng lời nói, hay là bằng cái ác ý của mình. Hoặc là mình có thể hãm hại, mình có thể giết hại những cái chúng sinh khác. Và với một cái tâm rất là dửng dưng, mình nghĩ rằng là không có quả báo. Đó là những cái người không có tin, không tin nhân, không tin quả, và không tin những cái hành động sẽ để lại quả báo, nên là vô hành. Nên là thời ngày xưa cũng đã có những cái vị, có những cái vị đạo sĩ, và người ta tuyên truyền rằng là không có nhân, không có quả. Cho nên là một cái người đi bên này sông Hằng chém giết, bảo người chém giết. Mình dùng những cái cỗ xe đi đến đâu mình cũng nghiền nát hết tất cả những cái chúng sinh ở bên bờ sông Hằng. Còn một cái người đi bên kia sông Hằng thì bố thí, dạy người bố thí làm việc thiện và dạy người khác làm việc thiện. Thì hai cái hành động đấy đều như nhau cả. Dù cái người làm cái việc bất thiện đấy đã từng chém giết vô số người, dạy bảo người khác chém giết vô số người, với cái người bố thí và dạy bảo người khác làm việc bố thí, làm lợi ích vô số người, thì những cái hành động đấy đến lúc chết đều như nhau. Đấy gọi là vô hành tà kiến. Thì cái người mà có ba cái loại tà kiến này, vô nhân tà kiến, vô quả tà kiến và vô hành tà kiến, gọi là những người có tà kiến cố định. Đây có ai có tà kiến cố định không? Ai có tà kiến cố định không? Cái người mà có tà kiến cố định thì rất là nhiều, đầy rẫy trong thế gian. Người ta không tin là có nhân, không tin có quả. Người đấy nghĩ là chết rồi là hết, không có cái quả báo gì hết. Cho nên là cái người mà có cái niềm tin là không có kiếp sau, không có nhân quả, thì những cái người đấy là những cái người họ sống làm bất cứ một cái việc gì theo cái ý thích của mình. Không có sợ một cái nghiệp thiện bất thiện nào hết, không có thích thú một nghiệp thiện nào hết. Đó cái người đó gọi là ác nghiệp tà kiến cố định và cái ác nghiệp vô gián. Vậy thì hai cái loại nghiệp này, cái nghiệp bất thiện này, thì cái nghiệp nào nặng hơn, nghiệp nào lớn hơn? Nếu mà một cái người phạm vào tà kiến với cố định, với người phạm vào cái nghiệp giết cha giết mẹ giết a la hán phá hòa hợp tăng và làm chảy máu Phật ấy, thì đến cái lúc chết, nếu mà một người mà phạm cả năm cái tội, cả hai cái tội này, cái nghiệp tà kiến cố định, cả ngũ nghịch trọng tội này, thì đến lúc chết cái nghiệp nào sẽ đi chỗ quả trước? Nghiệp nào? Nghiệp sau á? Nghiệp này nó vẫn chỗ quả trước này. Nghiệp này nó vẫn chỗ quả trước.
nghiệp này nó vẫn nặng hơn này. Nghiệp tà kiến cố định nó nặng hơn cả cái nghiệp vô gián này. Nghiệp vô gián, cái nghiệp này là chắc chắn vẫn đi vào địa ngục. Nhưng mà cái người mà đã có cái tà kiến cố định này với cái người mà ác nghiệp vô gián này, thì cái nghiệp nào ở trong địa ngục lâu hơn? Cái nghiệp này ở trong địa ngục lâu hơn này, địa ngục lâu hơn này. Bởi vì cái nghiệp này nó ni trí, nó không có tuệ nữa. Còn cái người mà do cái ác nghiệp vô gián này, người ta có thể là chỉ là cái tâm sân nhất thời đó. Người ta khởi lên một cái tâm sân, và sau khi người ta làm những cái việc bất thiện này xong ấy, có thể là người ta biết ăn năn về cái tội lỗi. Có thể là cái người mà người ta phạm cái ác nghiệp vô gián này, khi mà người ta tạo xong, có thể người ta biết hối hận, người ta có thể biết hổ thẹn và gây sợ tội lỗi. Chứ cái người này thì không bao giờ biết hổ thẹn và gây sợ tội lỗi. Cái người này không bao giờ biết hổ thẹn tội lỗi và không bao giờ biết gây sợ tội lỗi. Không bao giờ có cái ý là muốn hối cải những cái điều tội lỗi gì của mình hết. Cho nên là cái nghiệp tà kiến cố định nó vào địa ngục xong, nó ra khỏi địa ngục A Tỳ thì nó lại vào những cái địa ngục khác. Nó cứ ra địa ngục này, nó vào địa ngục khác, ra địa ngục này, vào địa ngục khác. Nó cứ năn nộn ở hết địa ngục này sang địa ngục khác. Nếu cũng là một người có tà kiến cố định mà phạm vào cái nghiệp vô gián này nữa thì hết cứu, chữa này. Nhưng mà một cái người mà người ta có cái niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp, người ta đôi khi người ta vẫn phạm vào cái nghiệp này, cái nghiệp vô gián này. Vì lúc ấy cái tâm sân, ví dụ như Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa có tin vào nghiệp và quả của nghiệp không? Đề Bà Đạt Đa có tin nghiệp và quả của nghiệp, nhưng mà vẫn phạm hai cái tội này, hai cái trọng tội này. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đến lúc chết vẫn biết ăn năn, vẫn biết hối hận những cái nỗi lầm của mình. Và khi mà ra khỏi địa ngục và tu thêm 100.000 đại kiếp nữa vẫn chứng được Phật độc giác. Nhưng mà cái người mà đã có cái tà kiến cố định thì không biết khi nào họ mới từ bỏ được cái tà kiến đấy. Chỉ khi nào họ bỏ được tà kiến thì cái nghiệp nó mới hết, không có, họ cứ năn nộn trong cái ác đạo. Cho nên là có những cái chúng sinh nó cứ ở trong ác đạo hoài hoài, không bao giờ sinh được về cõi này. Nó cứ chết ở cái địa ngục này, xong rồi nó ra khỏi địa ngục khác, nó lại vào một địa ngục khác, nó lại sinh lên làm ngã quỷ hoặc làm súc sinh, nó cứ nang thang ở súc sinh hoài hoài. Không có cái kiếp nào nó làm người nổi. Bởi vì một cái nhân xa xưa nào đấy nó phạm vào cái nghiệp tà kiến này, mà cái tâm tà kiến cố định này, nó không có tin vào cái nghiệp và quả của nghiệp nào hết. Làm xong một cái nghiệp bất thiện rồi không bao giờ thấy ăn năn, nó cứ nghĩ là chết rồi là hết, ai như ai hết. Thế là đã phạm một cái nghiệp rất là ác nghiệp rất là lớn. Vậy trong bằng này nghiệp nhé, trong bằng này nghiệp thì nếu một người mà phạm cả năm cái tội vô gián này, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại hợp tăng và làm thân Phật chảy máu, thì đến khi chết thì cái nghiệp nào sẽ đi đầu thai trước? Nghiệp nào đầu thai trước? Nghiệp nào nặng nhất trong bằng này nghiệp? Ai? Nghiệp nào? Nghiệp nào có châm? Có châm chạy đâu bạn? Nghiệp này này, nghiệp này nó sẽ nặng nhất này. Nghiệp phá tăng này, nặng nhất, nặng đứng thứ nhất luôn. Nghiệp nào đứng thứ hai? Nghiệp này đứng thứ hai này. Nghiệp nào đứng thứ ba? Nghiệp này đứng thứ ba này. Nghiệp nào đứng thứ bốn? Giết mẹ, giết cha nặng hơn. Thì cái người này, nếu mà cái cha và mẹ người nào có đức hạnh hơn, nó còn tùy thuộc. Nếu mà cha đức hạnh hơn thì giết cha sẽ tội nặng hơn, mẹ đức hạnh hơn thì giết mẹ sẽ tội nặng hơn. Vậy cha mẹ như nhau, đức hạnh như nhau thì tội nào nặng hơn? Giết cha nặng hơn à? Quân văn. Cha mẹ mà đức hạnh như nhau thì tội nào nặng hơn? Không biết à? Giết mẹ nặng hơn ha. Thứ 4, cha thứ 5. Đấy là cái nghiệp. Cái nghiệp nặng nó phân theo như vậy. Thì một cái nghiệp đến lúc mình chết sẽ có một cái nghiệp nó làm cái nghiệp đi tái sinh. Còn những cái nghiệp này, nó trở thành những nghiệp hỗ trợ. Như Đề Bà Đạt Đa phạm hai tội phá tăng và làm thân Phật chảy máu. Khi chết cái tội phá tăng này nó đi đầu thai vào địa ngục. Còn cái tội làm thân Phật chảy máu nó hỗ trợ cho cái chúng sinh ở trong địa ngục đấy chịu cái nỗi đau khổ kịch liệt. Nó hỗ trợ thêm.
giờ ác cực trọng ác nghiệp, bây giờ đến cực trọng thiện nghiệp. Cái nghiệp gì được gọi là cực trọng? Thiện nghiệp. Bây giờ làm có rất nhiều thiện nghiệp thì nghiệp gì được gọi là nghiệp lớn? Nghiệp gì được? Ác nghiệp thì được gọi là ác nghiệp lớn ấy, thì có hai cái loại đây, một là tà kiến cố định và hai là cái ác nghiệp vô gián. Đấy là hai cái loại ác nghiệp rất là lớn rồi, không có cái ác nghiệp nào lớn hơn hai cái ác đấy. Thế còn bây giờ về thiện thì cái thiện nào lớn nhất? Cực trọng của thiện nghiệp là nghiệp gì? Đúng chưa? Bây giờ mình xây một ngôi chùa bằng vàng, mai mốt ai cũng dàng xây chùa Phúc Minh, một ngôi chùa bằng vàng, thí chủ nào dám cúng? Thì cái nghiệp ấy có lớn không? Nghiệp ấy lớn không? Xây một ngôi chùa hay là cúng một pho tượng bằng vàng ha? Ai không đủ xây chùa bằng vàng thì cúng pho tượng bằng vàng thôi, một nắm tay này cũng được, không cần phải to, không cần to bằng tượng đang ngồi trên này. Thì cái nghiệp mà cúng một pho tượng vàng có lớn không? Cái phước ấy sinh về đâu? Sinh trên thiên. Thích sinh về cõi nào? Sinh cái đạo lợi. Sống 36 triệu năm ha. 36 triệu năm. Thì mình có cúng một cái pho tượng bằng nắm tay, hay là cúng cả một cái pho tượng to, hay là cúng cả một cái ngôi chùa bằng vàng đi chăng nữa, thì cái phước báo nó cũng chỉ là phước báo sinh thiên. Phước báo sinh thiên mà cái cõi thiên dục giới mà cao nhất ấy, là cái cõi hóa lạc tha hóa tự tại thiên ấy, thì mình sống được 9 tỷ 216 triệu năm này, không có sống hơn được nữa. Sống vậy có lâu không? Sống lâu vậy đến lúc cũng sẽ chán sống không? Nếu mà chẳng may mình sinh về cái cõi nó sống lâu vậy mà mình chán sống thì sao? Có chán không? Chờ đến bao giờ nó mới chết thế này? Là thì cái loài người mà cái lúc mà ở cái kiếp trái đất mới hình thành hay đến cái thời tuổi thọ nó cao ấy, lúc đấy con người cũng có thể sống tới hàng trăm ngàn tuổi. Đến cái thời kỳ mà gọi là kiếp trong cái thời kỳ mà kiếp bây giờ mình đang thời kỳ kiếp giảm, trong cái thời kỳ kiếp tăng, tuổi thọ con người nó tăng lên 10.000, 20.000, 40.000, 60.000, 80.000 tuổi. Và lúc đấy mà ở cái cõi người mà nó sống lâu như vậy, mấy ông chán. Mấy ông chán, nó có khi ông gây gổ đánh nhau, xong là tạo cái ác nghiệp, xong là bắt đầu cái tuổi thọ nó giảm thôi. Giảm dần dần, nó giảm xuống còn 1.000 tuổi, 500 tuổi, 100 tuổi. Bây giờ thì sống được bao nhiêu tuổi? Bây giờ cái tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi. Nhưng mà chưa chắc đã sống được tới 75 tuổi, nhiều người chết trước. Cho nên là bây giờ có ai chán sống không? Có ai chán sống không? Có ai thấy cái đời là dài không? Có ai thấy đời là dài? Nhưng mà so cái lúc mà sống 100 ngàn tuổi thì sao? Có xúc sống 1.000 tuổi thì sao? Biết thời đại các vua hùng ngày xưa sống mấy trăm tuổi, nên bây giờ sống có 100 tuổi mà vẫn thấy đời sao mà dạ, vẫn có người kêu chán đời quá. Cực trọng của thiện nghiệp thì nó có 9 loại cực trọng. Cực trọng sơ thiền, xong là nên nhị thiền, xong là nên tam thiền, nên tứ thiền, ngũ thiền, đây là thiền sắc giới, và vô sắc giới là cực trọng không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng xứ. Cực trọng của thiện nghiệp thì nó lại là các cái tầng thiền, nó là cực trọng của thiện nghiệp, tức là những cái thiện nghiệp cực lớn là những cái thiện nghiệp của các tầng thiền, những cái thiện nghiệp cực lớn ấy. Ví dụ bây giờ một cái người mà chú tâm trên hơi thở, xong là mình đắc được sơ thiền, thì trong cái lúc mình nhập vào sơ thiền ấy, mình đang tạo được cái cực trọng thiện nghiệp của sơ thiền, cực trọng thiện nghiệp của sơ thiền. Có ai tạo được cực trọng thiện nghiệp không? Có muốn tạo cực trọng thiện nghiệp không? Muốn tạo đi đâu? Có về Phúc Minh nhá, ngồi thiền mới có thiền đường thì mới tạo được cái nghiệp này chứ. Nhưng còn không có đi đâu mà tạo được cái cực trọng của thiện nghiệp hết. Cực trọng thiện nghiệp này,
Thế chỉ có các cái tầng thiền mới tạo được cái cực trọng về thiện nghiệp, cái thiện nghiệp ấy. Cho nên là mới gọi là thiện nghiệp đáo đại. Nên trong sách Vi Diệu Pháp mà dịch ra nghĩa Việt là thiện nghiệp đáo đại, tức là những cái thiện nghiệp mình bố thí cúng dường thì gọi là thiện nghiệp đại thiện. Những cái đấy nó cũng là cái tâm đại thiện này. Khi mà mình cung kính lễ Phật nó cũng tạo được cái đại thiện này. Cúng dường bố thí phục vụ cái quét sân chùa nó cũng tạo được cái đại thiện nghiệp này. Thấy không? Những cái người hay ra quét lá chùa trồng rau giết làm cỏ nó cũng đã tạo được cái đại thiện rồi. Làm cơm giết đều tạo được cái đại thiện rồi. Thì những cái đấy nó là phước phục vụ nó. Nhưng mà còn một cái nghiệp nó lớn hơn cái từ đại nữa, gọi là nghiệp đáo đại. Đáo đại thì cái nghiệp đáo đại chính là cái nghiệp này, nghiệp lớn hơn cả những cái nghiệp đấy nhá. Vậy cái người ngồi thiền này có tạo cái nghiệp thiện lớn hơn cái người nằm ngoài ha? Người ngồi trong này tạo nghiệp thiện lớn hơn. Người phục vụ bên ngoài có tạo thiện nghiệp nhưng mà tạo được cái thiện nghiệp lớn. Còn người ngồi ở trong thiền đường là tạo được thiện nghiệp rất lớn. Nhưng mà cái lúc mình đang quan sát hơi thở vào hơi thở ra thì nó tạo nghiệp gì? Nó chỉ tạo được nghiệp đại thiện thôi nhé. Chứ nó chưa tạo được nghiệp cực thiện. Cực thiện lớn hơn đại thiện. Khi nào chú tâm được vào tợ tướng liên tục, không gián đoạn, thì lúc ấy mình tạo được cực thiện, sơ thiền. Tại sao sơ thiền nó lại có cái thiện nghiệp lớn như thế? Bởi vì nó tạo ra được một cái quả của... Khi mà nó trổ quả, nó trổ quả của sơ thiền ấy, thì mình sẽ sinh về cõi Phạm Thiên. Sinh về cõi Phạm Thiên. Sinh về cõi Phạm Thiên. Và cái quả của cái sơ thiền này là nó cho mình có một cái mạng sống lâu. Phạm Thiên sơ thiền, nó có Phạm Chúng Thiên. Phạm Chúng Thiên. Chắc phải cho sang đây. Trong các cái, cũng là một cái người mà nhập vào các tầng thiền, ví dụ một người cũng là hai người đắc được sơ thiền, nhưng mà cái quả của cái tầng thiền ấy nó có cái sự khác nhau, cũng là cái nghiệp cực trọng nhưng mà nó cũng có cái quả khác nhau. Có những cái người cũng đắc được sơ thiền nhưng mà khi sinh về thì mình sinh về cái cõi Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên, có người thì Phạm Phụ Thiên, có người Đại Phạm Thiên. Nó là do cái lúc mà cái người nhập thiền, cái mức định của cái mình nó thâm sâu. Thì mình sinh về cái cõi cao, mức định mà nó yếu, sinh về cõi thấp hơn. Người nào mà hành thiền miên mật hơn ấy, thì nó tạo ra được nhiều cái thiện nghiệp cao hơn. Người giải đãi hay là phóng dật nhiều thì cái thiện nghiệp nó ít hơn. Ví dụ như ở sơ thiền nó tạo ra được cái trổ quả ở sơ thiền. Sơ thiền khi mà nó trổ quả, khi mà nó trổ quả nó trổ thành Phạm Chúng Thiên, sinh về cõi Phạm Chúng Thiên thì có cái tuổi thọ bằng 1/3 kiếp trái đất, 1/3 đại kiếp. Cái tuổi thọ này ở cái cõi Phạm Thiên, cái tuổi thọ nó dài quá, không thể dùng bằng cái số năm được, mà phải dùng những cái kiếp trái đất để mà so sánh với cái tuổi thọ của cõi Phạm Thiên. Nên là Phạm Phụ Thiên, Phạm Phụ Thiên thì bằng 1/2 đại kiếp, hoặc là Đại Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên thì bằng 1 đại kiếp, 1 đại kiếp trái đất. Ở cõi Nhị Thiền thì cũng khi mà nó trổ quả nó cũng sinh về Thiệu Quang Thiên, Thiệu Quang Thiên. Thiệu Quang Thiên này sống bao lâu còn ai nhớ không? Có Nhị Thiền sống bao nhiêu năm? Sống lâu quá thì không nhớ luôn cả cái tuổi của mình luôn. Như cái ông Đại Phạm Thiên là ông sinh về đây, ông sống lâu quá ông quên mất tuổi thọ của mình. Nhưng khi ông cứ gọi cái cõi này là cái cõi thường hằng, cõi sẽ sống mãi mãi. Cái cõi này sẽ sống hai đại kiếp, hai đại kiếp vô lượng quang thiên.
Lượng Quang Thiên sẽ sống 4 đại kiếp. Quang Âm Thiên, Quang Âm Thiên sẽ sống 8 đại kiếp. Nếu mà cái người mà đắc được Tam Thiền thì sẽ trổ quả Thiểu Tịnh Thiên. Thiểu Tịnh Thiên sẽ sống 16 đại kiếp. Tức là cái tuổi thọ nó sống bằng 16 lần kiếp trái đất này sinh diệt. Vô Lượng Tịnh Thiên. Vô Lượng Tịnh Thiên sống bằng 32 đại kiếp. Biến Tịnh Thiên sống 64 đại kiếp. Còn những người nào mà chứng đắc được đến Tứ Thiền, Tứ Thiền thì có hai cõi, là một Quảng Quả Thiên, Quảng Quả Thiên thì sẽ sống 500 đại kiếp. Và một cái cõi là Vô Tưởng, Vô Tưởng Thiên thì cũng sống 500 đại kiếp. Đây là cái quả của những cái tầng thiền, cái người đó mà hành thiền chứng đắc được các cái tầng thiền thì sau này cái nghiệp quả nó trổ, người đó sẽ sinh về những cái cõi Phạm Thiên và có cái tuổi thọ. Cái tuổi thọ cái cõi Phạm Thiên là cái tuổi thọ rất là lâu dài, không thể dùng bằng cái con số hàng trăm, hàng triệu, hàng nghìn để mà so sánh được với cái tuổi thọ đấy. Cho nên là phải dùng bằng những cái con số của kiếp trái đất, kiếp sống trái đất để so sánh với những cái kiếp sống của các vị Phạm Thiên này. Đấy, từ cái cõi Tứ Thiền của bậc A-la-hàm Tịnh Cư Thiên, hoặc là Tịnh Cư Thiên, cái cõi Tịnh Cư Thiên, Tịnh Cư Thiên của một bậc A-la-hàm mà chứng đắc được các tầng thiền, một bậc A-la-hàm mà sinh về cõi Tịnh Cư Thiên cũng là cõi Phạm Thiên với cái tâm chứng Tứ Thiền thì sẽ có những cái cõi Vô Phiền Thiên. Vô Phiền Thiên thì sống 1.000 đại kiếp, 1.000 đại kiếp trái đất. Vô Nhiệt Thiên thì sống 2.000 đại kiếp. Thiện Kiến Thiên, Thiện Kiến Thiên sống 4.000 đại kiếp. Cõi Thiện Hiện Thiên sống 8.000 đại kiếp. Và cõi Sắc Cứu Cánh Thiên sống 16.000 đại kiếp. Đây là cõi Tịnh Cư Thiên. Cõi Tịnh Cư Thiên này cũng thuộc về cõi Tứ Thiền, cũng thuộc về Tứ Thiền, Tứ Thiền của bậc A-la-hàm Thánh A-la-hàm. Còn bốn cái cõi vô sắc, nó là cõi không vô biên xứ, không vô biên, không vô biên xứ thì khi sinh về cõi không vô biên xứ sẽ có cái tuổi thọ bằng 20.000 đại kiếp. Cõi thức vô biên, thức vô biên xứ sẽ có cái tuổi thọ là 40.000 đại kiếp. Cõi vô sở hữu xứ
60.000 đại kiếp. Cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Phi tưởng xứ có cái tuổi thọ là 84.000 đại kiếp. Muốn sống lâu thì phải hành thiền. Hành thiền tạo được cái nhân sống lâu khủng khiếp. Sống lâu nhất là cái cõi này, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chứng đắc cái bậc thiền phi tưởng xứ rồi đến lúc chết sinh về cái cõi phi tưởng có thể sống tới 48.000 đại kiếp, tức là cái trái đất thì nó sinh diệt tới 48.000 lần. Thì lúc đấy một cái tuổi thọ của cái vị Phạm Thiên ở cái cõi phi tưởng này mới hết. Sống lâu đến như vậy. Cho nên là những cái tầng thiền mới gọi là những cái cực trọng thiện nghiệp. Những cái thiện nghiệp cực lớn, những cái thiện nghiệp rất lớn. Cho nên là thấy người ngồi thiền này, người ta bảo là ngồi thiền không có làm gì cả, làm sao mà tạo ra phước mà. Nhưng mà phước là cái tâm nó tạo ra phước. Mình đi làm những cái việc thiện chưa chắc mình đã có phước, mà do cái tâm của mình không có, nó không kết hợp với tâm thiện ấy, mà nó kết hợp với tâm bất thiện. Không có cái thiện nào bằng cái thiện hành thiện cả. Tất cả những cái thiện nghiệp, dù mình bảo tôi đi buôn bán này, mai mốt lấy tiền về cúng dường xây chùa, tô tượng, đúc chuông, chứ ngồi thiền thì đâu có tạo ra được cái gì. Nhưng mà thật ra thì ngồi thiền mới tạo ra cái phước lớn hơn. Phước lớn khủng khiếp, có là tạo ra được những cái phước cực trọng, phước cực lớn, phước rất là lớn. Cho nên là cần phải lập nên rất là nhiều thiền đường, đào tạo ra rất nhiều thiền sư. Sao Phúc Minh phải đào tạo ra rất nhiều thiền sư. Mỗi một người ngồi đây mai mốt thành một thiền sư đi dạy thiền thì tạo ra nhiều phước cho trần gian. Chịu khó về chùa ngồi thiền đi, đắc thiền, cái mai mốt đi dạy người khác hành thiền, người ta cũng đắc thiền. Để mai mốt rủ nhau về các cái cõi này sống với nhau lâu cái này. Cõi này, chứ ở cái cõi này sống được mấy tí đâu. Khổ quá trời luôn, suốt ngày trời giờ rét khổ, trời nóng khổ, bão gió tí mất mùa khổ, bệnh tật ốm đau khổ nhiều cái. Bài học hết bài học dừng ở đây. Mong cho mọi người tạo được nhiều thiện nghiệp cực trọng ha. Ai mà muốn tạo thiện nghiệp cực trọng thì ngày mai về đây hành thiền. Hữu ái và phi hữu ái. Hữu ái có nghĩa là tham ái với những cái cõi hiện hữu. Ví dụ như là một cái người mình tham ái được sinh ra làm người, tham ái vào cõi chư thiên, tham ái vào các cõi sống. Đấy là hữu ái. Còn có những người tham ái vào, người ta nghĩ rằng là chết rồi là hết, thì gọi là phi hữu ái. Tức là người ta có cái tham ái rằng là không có kiếp sau. Đấy gọi là phi hữu ái. Người ta mong rằng không có kiếp sau. Người ta tính là ôi sinh ra người khổ quá, bây giờ tôi tạo nhiều ác nghiệp lắm rồi, mong sao không có kiếp sau để tôi khỏi phải khổ đau. Những cái người mà có tội thì người ta chỉ mong không có kiếp sau này. Còn cái người mà làm được phước thì sao? Thì mong có kiếp sau để hưởng phước. Còn cái người mà tạo nhiều tội quá rồi thì mong rằng không có kiếp sau. Ai mà giảng có kiếp sau không nghe, mà không tin luôn, không muốn tin, vì cái người nắm tội.
tin có nghĩa rằng tin rằng mình phải đọa vào địa ngục. Hữu ái và phi hữu ái nó thế, hiểu chưa? Đấy gọi là hữu ái. Ừ, cái đấy nó thuộc về tham ái. Tham ái và hữu ái. Mình cứ khởi cái tâm sinh về cõi nào nó cũng là tham ái hết. Kể cả sinh về các cõi Phạm Thiên để sống 84.000 năm cũng là tham ái. Nó cũng là tham ái. Tham ái cõi Phạm Thiên. Và những cái tham ái nó làm nhân để sinh ở trong luân hồi. Kể cả trong các cõi Chư Thiên và Phạm Thiên đều ở trong luân hồi. Có nghĩa là cái người nào mà còn thích ở trong luân hồi mới sinh về các cõi này. Còn người nào mà thích được giải thoát khỏi luân hồi thì phải hành thiền Vipassana. Hành thiền tuệ. Hành thiền tuệ để đoạn trừ cái tham ái. Thì cái người mà hành đến thiền tuệ ấy, thì nó cắt đứt được tất cả các cái tham ái. Cái người hành thiền tuệ ấy, nó không có tham cõi trời, không có tham về cõi Phạm Thiên, không có tham sống lâu ở các cái tuổi thọ này. Mà cái người đó nhàm chán hết, nhàm chán hết tất cả các cõi, thì chứng đắc Niết Bàn, chứng đắc Thánh Quả, Sơ Quả, Nhị Quả, Tam Quả, Tứ Quả. Thì những cái đạo quả đấy nó làm cho nhàm chán hết các cõi và không còn muốn tái sinh ở cõi nào nữa. Mình còn muốn sinh về cõi thiên hưởng phước hay là muốn chứng Niết Bàn? Chứng Niết Bàn. Chứng Niết Bàn thì hành Vipassana. Phải hành Vipassana thì để chứng Niết Bàn. Trong cái pháp thiền nguyên thủy của Đức Phật thì Đức Phật chú trọng về việc hành thiền Vipassana. Tức là hành thiền định chỉ là cái nền tảng để hành Vipassana thôi. Chứ không phải là hành thiền định để mình cầu sinh về các cái cõi sống lâu này. Thực ra Đức Phật không tán thán những cái cõi sống lâu này đâu. Đức Phật tán thán cái người mà có cái ước muốn chứng ngộ Niết Bàn cơ. Không có tán thán sống lâu. Nên chẳng qua là cái bài học này nó nói về nghiệp ấy. Nghiệp thiện, nghiệp ác thì nói thế. Chứ còn cái mục đích của những người mà học Phật là để đoạn trừ các phiền não, để chứng đắc Niết Bàn, để giải thoát ra tất cả các cái cõi sống này. Và đặc biệt là những cái cõi mà càng sống lâu, như là cái cõi vô sắc ấy, là các cái vị Bồ Tát không bao giờ muốn sinh vào cõi đây. Các vị Bồ Tát không bao giờ muốn sống lâu, kể cả sinh Chư Thiên hay Phạm Thiên không bao giờ muốn sống hết tuổi thọ. Vì sống nó lâu quá thì không có tạo được các cái ba la mật, không có tạo được nhiều thiện nghiệp để mà chứng đắc đạo quả, chứng đắc được Phật quả hay là các thánh quả. Nên cái người nào mà có cái ước muốn chứng đắc Niết Bàn thì người đó luôn luôn nguyện là cầu mong kiếp sau tôi làm người đi xuất gia làm tỳ kheo và chứng đắc Niết Bàn. Hoặc là một người tu hành chứng đắc Niết Bàn. Thì cái người mà cứ sinh ra làm người rồi đi xuất gia ấy, là cái người nhanh chứng đắc Niết Bàn nhất. Người mà cứ đi xuất gia là chứng đắc Niết Bàn nhanh nhất. Sinh thiên cũng không đắc Niết Bàn nhanh bằng cõi người mà đi xuất gia. Đấy. Thì người nào bảo muốn đi xuất gia, à muốn chứng đắc Niết Bàn mà không đi xuất gia là nói dối. Là cái muốn không thật. Để xem, đây có ai muốn chứng đắc Niết Bàn không? Ai muốn sinh thiên không? Ai muốn sinh Phạm Thiên không? Ai mà bảo có muốn sinh Phạm Thiên thì phải về đây ngồi thiền mới là có. Mới là nói thật. Ai muốn chứng Niết Bàn? Chứng Niết Bàn phải đi xuất gia. Còn sống tại gia thì còn tạo cái tham ái nó lớn lắm. Tại gia tham ái. Tham ái vợ chồng, tham ái với con, tham ái với cháu. Hết cái ái nọ nó qua cái ái kia. Cháu đến chắt nhưng không bao giờ thoát ra được. Đi xuất gia cắt đứt cái ái nhanh nhất, không vướng bận, không ràng buộc gì hết. Và chứng đắc Niết Bàn rất là nhanh. Ai xuất gia giơ tay này, đi sang Myanmar. Cho đến mai mốt sư nhân dẫn sang Myanmar xuất gia. Mọi người chia phước. Mọi người chia phước. Idam me punyam asavakadam baham hotu. Idam me punyam nibbanasa pachajo hotu. Mama punya bhagam sapasatanam pachemi. Te sape me samam
Bunya bhagam nabantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn. Phần phước thiện của con xin chia đến tất cả chúng sinh. Mong tất cả họ hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa thu, sa thu, sa thu.